Thầy xin chào tất cả các em các thành viên của lớp ôn thi viên chức giáo dục ở Hải Dương và Thanh Hóa. Xin mời các em chúng ta vào lớp để thầy trao đổi các nội dung ôn thi trong kỳ thi viên chức giáo dục năm 2020 dành cho các địa phương ở Hải Dương và Thanh Hóa. Thì buổi trước thầy đã trao đổi với các em về các từ khóa trong luật viên chức 2010 các em nhé, đến điều 30 năm nghĩa là của mục 4 của chương 3. Hôm nay xin mời các em chúng ta tiếp tục vào lớp để thầy trao đổi các nội dung về từ khóa từ điều 36 đến điều 62 chúng ta sẽ cố gắng làm sao trong buổi học ngày hôm nay chúng ta sẽ hết các cái điều các em nhá và sau mỗi uh, từ khóa thì uh, nội dung của các điều thì chúng ta sẽ có các câu hỏi để test để, để làm sao chúng ta thực hành để nhớ uh, luôn các từ khóa chúng ta học và xin mời các em chúng ta vào lớp để thầy hướng dẫn các em vâng thì cách thức như các buổi học lần trước thầy sẽ chiếu trực tiếp vào Uh, nội dung văn bản pháp luật cụ thể trong luật uh, viên chức hai thì các em uh, sẽ theo dõi là chúng ta sẽ nhìn trực tiếp và chúng ta cùng làm Các vâng, em đã sẵn sàng chưa và vâng, xin mời các em uh, và vâng, xin mời các em chào bạn uh, nhài Lisa Libra và bạn Quỳ Duyên và các bạn khác uh, chúng ta cùng uh, uh, theo dõi trực tiếp vào nội dung văn bản các em nhé thầy sẽ chiếu trực tiếp vào nội dung của văn bản uh, để các em uh, tiện theo dõi À, và vâng, tiện theo dõi trong trong uh, nội dung của văn bản dễ nhìn, nhìn tiếp luôn, xin mời các em. Thì buổi học trước chúng ta đã đền dừng uh, đang ở điều 30. Chúng ta đang ở điều 35 rồi. À, hôm nay chúng ta chuyển sang điều 36 về nội dung các quy định trong uh, mục 5 về biệt phái, bổ nhiệm, miễn nhiệm uh, với viên chức. Uh, thì chúng ta thấy quy định rất rõ. Thì ở điều 36 mọi em các em nhìn vào giúp thầy. Câu hỏi thường có người ta sẽ nói về khái niệm về biệt phái viên chức là gì Đúng không ạ Thì chúng ta thấy cần phải nhớ các cái từ khóa để các em nắm bắt được Đúng không ạ Đây biệt phái viên chức Thì chúng ta thấy rất rõ rồi Thì các em phải nhớ cho thầy cái từ khóa rất quan trọng Trong điều này chúng ta là gì Đó là chúng ta nhớ là gì Được cử đúng không Đấy họ ghi là được biệt phái Thì cũng là không đúng Phải nhớ từ được cử Đúng không ạ Đấy chúng ta thấy rất là rõ Rồi theo yêu cầu nhiệm vụ Đúng không theo yêu cầu nhiệm vụ đấy và nhớ là trong một thời gian nhất định đấy, xong ta sẽ học thời gian nhất định đây chính là không quá ba năm nhớ. đó thì chúng ta nhớ là như vậy về khái niệm đầu tiên về biệt phái viên chức thì các em phải nhớ thấy từ khóa là được cử rồi theo yêu cầu nhiệm vụ rồi trong một thời hạn nhất định tiếp là sẽ có câu hỏi là gì ạ ai sẽ là người đúng không sẽ có thẩm quyền nghĩa là ra quyết định biệt phái viên chức đó liên quan đến biệt quyết định biệt phái các em nhá. Thì chúng ta phải trả lời được là gì? Hai người sẽ có thẩm quyền. Một là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sẽ quyết định đối với những viên chức không giữ chức quản lý trong đơn vị của mình. Thứ hai, đó là hoặc là cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập liên quan các viên chức giữ chức vụ quản lý. Đó thì chúng ta nhớ được thẩm quyền và trả lời được trong câu hỏi các nhá. Đấy là nội dung của khoản 1 của điều 36 về biệt phái biên chức ở khoản 2 người ta sẽ có câu hỏi là gì ạ? Là thời hạn cử biệt phái là bao lâu thì chúng ta phải trả lời được đáp án là gì? Không quá 3 năm. Đấy, trong luật viên chức 2 là 10 chúng ta nhớ cái từ khóa không quá và ít nhất các em nhá. Cái nốc về hỏi thời gian thì bao giờ cũng có từ là gì? Ít nhất và không quá thì à, các em lưu ý để để trả lời giúp thầy. kem à, các em rõ chưa? đấy là nội dung của của khoản 2 điều 36. Chúng ta đi tiếp ở khoản 3 điều 36 thì chúng ta thấy là người ta hỏi là gì? Đó, viên chức được biệt phái đấy đúng không Họ được cử biệt phái đó, được chịu sự phân công công tác quản lý của cơ quan tổ chức đơn vị nào nhớ là được gì chịu của cơ quan tổ chức được cử đến các em nhá đó thì chúng ta thấy là gì à, rõ ràng là như vậy chúng ta nhớ cái từ khóa để chúng ta học ở điều 36 tiếp theo là người ta hỏi là gì trong thời hạn biệt phái đơn vị sự nghiệp công lập cử biệt phái thì có trách nhiệm gì đối với viên chức thì các em nhớ cho thầy là gì về tiền lương nhá, là về tiền lương à, và các quyền lợi khác nhá. người à, hay sửa là hoặc thì không phải mà chúng ta nhớ là gì? Nó là và tiền lương và quyền lợi khác của viên chức. Các em rõ chưa Vâng, chào bạn Vũ Nga, xin mời em vào lớp để chúng ta cùng học. À, thì để chúng ta nhớ ở khoản 4 của điều 36 như vậy. À, tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang Khẳng 5 các em nhá. nó à, Liên quan đến à, về viên chức được cử biệt phái đến miền núi đúng không? Thì hai vùng đặc biệt khó khăn thì hưởng được hưởng những gì? ta nhớ được hưởng những chính sách hỗ trợ, em nhá. Những chính sách hỗ trợ về nhà ở, đúng không? Theo quy định của cơ quan nào nhớ là theo quy định đây quy định của chính chính phủ. Họ có thể hỏi ngược lại là gì? Đối tượng nào thì sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ? Theo quy định của chính phủ, chúng ta nhớ hàng loạt là những viên thức được ở miền núi này, đúng không? Biên phái đến miền núi, đúng không? Rồi biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, đúng không ạ? chúng ta nhớ đặc biệt khó khăn. Đó thì đấy là những đối tượng Họ có thể hỏi ngược lại. Tiếp theo, ở khoản 6 người ta sẽ hỏi là gì ạ? Là hết thời hạn biệt phái thì viên chức được bố trí như nào? Chúng ta nhớ là trở về đơn vị cũ công tác, gọi là nối cũ ta về, em nhá. Đó thì chúng ta thấy là là khoản 6. Tiếp hỏi là gì? Ai sẽ là người có trách nhiệm tiếp nhận và bố trí việc làm cho viên chức khi hết thời hạn biệt phái phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ? Thì nó nói ai rồi gắn với trách nhiệm đúng không? hay là liên quan đến quyết định thì chúng ta luôn gắn với trong đội viên chức chúng ta nhớ là người đứng đầu em nhé đơn vị sự nghiệp công lập cử biệt phái biên chức đó thì chúng ta gắn với người đứng đầu. Đấy, câu hỏi nó hỏi là ai là người có trách nhiệm tiếp nhận và bố trí việc làm cho uh, viên chức hết thời hạn biệt phái phù hợp với vị trí chuyên môn nghiệp vụ của viên chức thì chúng ta nhớ là người đứng đầu em nhé người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công uh, lập cử biệt phái. ở uh, Khoản 7 Người ta sẽ hỏi là gì ạ? Thế không thực hiện biệt phái viên chức nữ đang mang thai nuôi con bao nhiêu tháng thì chúng ta phải nhớ là gì? dưới 36 tháng tuổi em nhớ. Đó là khoản 7 đúng không ạ? Là gì ạ? Là sẽ không thực hiện biệt phái với viên chức nữ đang mang thai. người đứng đầu đơn vị công lập sẽ không được biệt phái viên chức nữ đang mang thai nuôi con bao nhiêu tháng tuổi thì chúng ta nhớ là từ khóa là dưới 36 tháng tuổi. Thế còn họ hỏi ngược lại thế, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có quyền uh, biệt phái viên chức nữ đang mang thai nuôi con bao nhiêu tháng tuổi thì chúng ta nhớ là gì? Từ 30 tháng 36 tháng tuổi trở lên nhá, từ 36 tháng tuổi trở lên thì được biệt phái. Thế còn dưới 36 tháng tuổi thì không được biệt phái các em nhá. Các em rõ nội dung này chưa? Vâng. Thì uh, chúng ta đi uh, đây sẽ đặt ra câu hỏi với các em. Uh, Nó ta hỏi là gì ạ? Điều 36 quy định về biệt phái viên chức thì có bao nhiêu khoản? A là gì ạ? A là 5 khoản, B 6 khoản, C 7 khoản và D 8 khoản. Thầy xin mời các em. Xin mời các em ạ. Xin mời các em ạ, để chúng ta trả lời. Thì chúng ta thấy rõ ràng rồi, và bạn Vương Trang chọn là B. Vâng. À, ằng 6 còn à, là Vũ Nga C7 đúng ạ thì đây có thể chiếu thẳng vào đây chúng ta thấy rồi cái điều 7 và chúng ta vừa nói về liên quan đến việc không biệt phái viên nữ đang mang thai nuôi con dưới 36 tuổi thấy rõ ràng là điều 36 này nó phải có 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 7 khoản đúng ạ không? Chúng không? ta nhớ như vậy nhá tiếp tục câu hỏi là gì điều 37 quy định về bổ nhiệm viên chức quản lý thì có bao nhiêu khoản a 3 khoản B 4 khoản C 5 khoản và D 6 khoản Thầy xin mời các em làm tiếp câu hỏi liên quan đến uh, điều 37 về bổ nhiệm viên chức quản lý. Xin mời các em ạ. Vâng, xin mời các bạn trả lời ạ. Vâng, để biết xem điều 37. Vâng, bạn D Vũ Nga là D là 7, à là 6 đúng không ạ? 6 khoản. Cho bạn uh, Nguyễn Thương Baby. Vâng. Thì chúng ta xem có phải là điều 37 có 6 khoản hay không thì chúng ta cùng xem các em nhá. Về nội dung. Thì ở nội dung khoản thứ nhất của điều 37 thì chúng ta thấy người ta sẽ hỏi là gì? Viên chức quản lý. Uh, nghĩa là việc bổ nhiệm viên chức quản lý phải căn cứ vào đâu? thì chúng ta thấy là gì đầu tiên chúng ta phải trả lời được nó là nhu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập nhu cầu của đơn vị rồi tiêu chuẩn đúng không? điều kiện của chức vụ quản lý nhá tiêu chuẩn rồi điều kiện đúng không ạ của chức vụ quản lý rồi theo đúng thẩm quyền đó trình tự các em nhá đấy hỏi là gì có việc bổ nhiệm viên chức phải căn cứ vào mấy nội dung thì nhớ là vào bốn một là nhu cầu đơn vị của đơn vị sự nghiệp công lập hai là tiêu chuẩn ba là điều kiện của chức vụ quản lý vào bốn là theo đúng thẩm quyền trình tự thủ tục các em nhá. Đó thì chúng ta nhớ được điều vậy. Tiếp theo họ hỏi là gì ạ? Ờ à, viên chức uh, dưới chức vụ quản lý uh, được bổ nhiệm trong thời hạn bao nhiêu năm? Chúng ta nhớ từ là gì? Không quá 5 năm các em nhá. Không quá 5 năm. Chúng ta nhớ là không quá 5 năm. Đấy như thầy nhắc rồi. Trong luật viên chức 2010 cũng như chúng ta thấy rất rõ đúng không? Và quy định về thời gian chúng ta nhớ cái từ khóa là ít nhất và không quá các em nhá thì chúng ta nhớ đây với liên quan đến bổ nhiệm viên chức quản lý là không quá 5 năm được chưa ạ? À, chúng ta đi tiếp là nó hỏi là gì là thông thời gian chức quản lý thì viên chức được hưởng gì thì chúng ta nhớ là hưởng chức vụ quản lý em nhá được hưởng phụ cấp quản lý này thứ hai là được tham gia các hoạt động nghề nghiệp đó tham gia hoạt động nghề nghiệp theo chức danh nhà, nghề nghiệp đã được bổ bổ nhiệm em nhá đấy là nội dung của khoản 2 ở à, khoản 3 thì chúng ta thấy là gì người ta sẽ hỏi là gì ạ khi hết thời hạn quản lý đúng không ạ khi uh, viên chức uh, quản lý hết thời hạn chức quản lý thì làm sao thì chúng ta nhớ là phải xem xét đó và xem xét bổ nhiệm bổ nhiệm lại hoặc là không bổ nhiệm lại đấy là chúng ta thấy uh, rất là rõ đấy, nghĩa là khi viên chức quản lý hết thời hạn chức quản lý thì phải làm sao ta chọn từ khóa đó là phải xem xét bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại em nhá thế tiếp là gì ạ còn trường hợp không được bổ nhiệm lại thì sao thì cấp có thẩm quyền sẽ có trách nhiệm gì sẽ bố trí bố trí viên chức vào vị trí việc làm theo nhu cầu công tác đúng không ạ rồi phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ của viên chức em nhá đó thì chúng ta thấy rất là rõ về về nội dung nghĩa là khi viên chức quản lý hết thời hạn chức quản lý thì phải làm sao một xem xét à, phải xem xét bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại còn trường hợp mà gì không được bổ nhiệm lại thì cấp một quyền trách nhiệm gì bố trí viên chức vào vị trí việc làm theo nhu cầu công tác phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ viên chức tiếp theo khoản 4 thì chúng ta thấy là gì ạ? Là câu hỏi sẽ có là gì ạ? Là viên chức quản lý được bố trí sang việc làm khác hoặc là được bổ nhiệm chức quản lý thì làm sao? Thì chúng ta nhớ là đương nhiên, em nhá. đương nhiên thôi giữ chức vụ quản lý đang đảm nhiệm, thôi nhá. Đương nhiên thôi, được chưa Đó. Là nội dung của khoản 4. Chúng ta nhớ khi viên chức mà quản lý được bố trí sang việc làm khác hoặc là được bổ nhiệm chức vụ quản lý mới thì sẽ là gì? Đương nhiên thôi chức quản lý đang đảm nhiệm. Tiếp theo khoảng khoản 5 về thẩm quyền bổ nhiệm uh, viên chức giữ quản lý thì sẽ do ai thì chúng ta phải để ý. là một là gì? Sẽ do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định, đúng không ạ? Hoặc là gì? Chúng ta thấy sẽ đề nghị. Đó, đề nghị cấp có thẩm quyền uh, theo phân cấp quản lý, đúng không? Từ từng loại trường chúng ta thấy, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta thấy với mầm non, tiểu học, trung học cơ sở sẽ là phòng giáo dục đào tạo, người đứng đầu là trưởng phòng giáo dục đào tạo. Còn với trung học phổ thông thì người thấy sẽ do giám đốc sở đào tạo, đúng không? Nó thấy rất là rõ. Và khoản 6 người ta hỏi là gì? Cơ quan nào quy định chi tiết về bổ nhiệm viên chức quản lý thì chúng ta như thầy nói rồi, 95% trong uh, luật viên chức 2010 khi câu hỏi cơ quan nào quy định thì chúng ta thấy là gì? Chúng ta luôn chọn án là chính phủ các em nhá. như thầy nhắc rồi, chính phủ quy định hàng loạt về tuyển dụng, sử dụng đúng không ạ? À, quản lý chúng ta thấy đúng không ạ? Về tiền lương À, về khen thưởng kỷ luật Đúng không ạ? Đối với viên chức Rồi quy định về nguyên tắc xác định vị trí việc làm Phương pháp định vị làm Đúng không ạ? Về tập sự Đúng không ạ? Về cho thôi việc về nghỉ hưu Về chuyển đổi giữa cán bộ công chức viên chức Thì ta thấy hàng loạt à, 95% trong câu hỏi Có cơ quan nào quy định thì ta thấy nhớ là chính phủ Như vậy là xong điều 37 Em nhớ à, Chúng ta đi tiếp vào điều 38 về việc xin thôi Xin thôi giữ chức vụ quản lý Hoặc là miễn nhiệm đối với viên chức uh, Quản lý thì chúng ta thấy là ở đây là gì? Người ta hỏi là gì? Có mấy trường hợp mà viên chức có thể xin thôi chức còn lý hoạt động miễn nhiệm mà miễn nhiệm đấy. A là 3, B là 4, C là 5. Thầy xin mời các em. A3 B4 Xin mời các em ạ. Vâng chào bạn Nam Tính. Xin mời các bạn chúng ta trả lời. Ta xem có mấy trường hợp mà viên chức quản lý có thể xin thôi giữ chức vụ quản lý hoặc miễn nhiệm. Vâng. Vâng, bạn cũng nga là 4, đúng không? Các bạn khác thì sao? Vâng. thì chúng ta thấy rất là rõ nội dung này trong trong các khoản đầu tiên mà trường hợp là gì để viên chức quản lý có thể xin thôi hoặc miễn nhiệm chức vụ quản lý thì chúng ta thấy đầu tiên là không đủ sức khỏe em nhé không đủ sức khỏe đó không đủ thứ hai là không đủ năng lực uy tín Đấy tất cả là chữ không đủ thứ ba là gì theo yêu cầu nhiệm vụ Đấy, theo yêu cầu nhiệm vụ đúng không ạ ta thấy rất là rõ và cái tiếp theo chúng ta thấy là cái thứ tư nó là vì lý do khác đúng không như vậy chúng ta thấy đáp án là 4 là chính xác có 4 trường hợp mà viên chức quản lý đúng không có thể được gì xin thôi chức vụ quản lý hoặc là miễn nhiệm các em nhá. Đấy là có 4 trường hợp như bạn Vũ Nga đã trả lời. Chúng ta đi tiếp vào khoản 2. Người ta hỏi là gì ạ? Viên chức quản lý xin thôi chức quản lý nhưng chưa được người đứng đầu đơn vị công lập hoặc các thẩm quyền cho thôi giữ chức vụ quản lý thì phải làm sao? Chúng ta vẫn phải là gì? Vẫn phải tiếp tục em nhá, vẫn phải tiếp tục đó, rồi, vẫn phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của mình. Đó. Là nội dung khoản 2. À, khoản 3. Người ta sẽ hỏi là gì ạ? Là viên chức quản lý sau khi đúng không ạ? Được thôi chức quản lý hoặc miễn nhiệm mà được người đứng đầu đúng không ạ? Hoặc cấp thẩm quyền bố trí vực thì sẽ như nào ạ? Chúng ta thấy sẽ được bố trí vào đâu? Rồi. Bố trí vào đâu thì nhớ bố trí vào vị trí việc làm theo nhu cầu công tác. Đó. Rồi phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ của viên chức em nhá. Đó là như vậy. Đấy. Tiếp vào khoản 4 thì uh, liên quan đến thẩm quyền chính tự xem xét xin thôi quản lý, miễn nhiệm quản lý thì được thực hiện theo quy định như là của quy định này là của pháp luật các em nhá. Đấy là khoản 4 của điều 38 và cũng là kết thúc của mục 5. Chúng ta thấy quy định rất là rõ uh, nội dung về biệt phái bổ nhiệm miễn nhiệm với viên chức. Chúng ta đi vào mục 6 các em nhá về đánh giá viên chức. Thì họ hỏi là gì? Uh, mục đích của đánh giá viên chức là gì? Thì các em nhớ cho thầy là phải nằm từ căn cứ, Đấy, căn cứ căn cứ tiếp tục bố trí sử dụng bổ nhiệm. Rồi rồi miễn nhiệm đào tạo bồi dưỡng. Đấy, đầy đủ hết, cái này nó phải thì thủ. và cái này thì buộc phải học hết. Khen thưởng kỷ luật và thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức. Đúng không ạ? Đấy là điều 39. Tiếp theo, họ hỏi về điều 40 về căn cứ đánh giá viên chức thì câu hỏi đưa ra là gì? Có mấy căn cứ để đánh giá viên chức? A2 B3 C4 và D5. Thầy xin mời các em. Và xin mời các em trả lời giúp thầy xem nó có mấy căn cứ để đánh giá viên sức. mời các em ạ các em căn cứ vào điều 40 thì chúng ta thấy điều 40 có hai khoản thì nó sẽ tương đương với hai căn cứ để gì để vào bạn nga trở là hai rồi đúng không để đánh giá căn cứ đánh giá với viên chức thì đầu tiên là các cam kết các em nhá đã cam kết Đói. trong hợp đồng làm việc đã ký kết chứ họ sửa thành đã thỏa thuận là không đúng rồi quy định về đạo đức nghề nghiệp đạo đức nghề nghiệp đúng không ạ rồi đạo đức ở về quy tắc ứng xử Quy đăng sử của viên chức nhá thì chúng ta nhớ từ khóa như vậy ở điều 40. Chúng ta đi tiếp ở điều 41 về nội dung đánh giá viên chức đúng không ạ? Thì chúng ta thấy người ta hỏi là có mấy nội dung để đánh giá viên chức? A. 3, B. 4, C. 5 và D. 6. Thầy xin mời các em. Làm câu hỏi tiếp theo liên quan đến điều 41. Xin mời các em ạ. Xin mời các em ạ Vâng, thì chúng ta thấy căn cứ vào khoản 1, đúng không ạ, của điều 41 thì chúng ta thấy rất rõ có bốn nội dung đánh giá viên chức đúng không ạ à, theo 4 khoản a b c d chúng ta thấy rất là rõ đúng không ạ thứ nhất là gì căn cứ vào kết quả thực hiện công việc kết quả thực hiện công việc đấy và theo đầu làm việc đã ký kết chúng ta nhớ đã ký kết rồi là gì việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp đấy quy định về đạo đức nghề nghiệp được chưa à, rồi nữa là gì? tinh thần trách nhiệm đấy. thái độ phục vụ nhân dân các em nhá đó thì chúng ta nhớ các từ khóa như này và nghĩa vụ khác đó chúng ta thấy là có bốn nội dung cần đánh giá đối với viên chức một là kết quả thực hiện công việc nhiệm vụ ở trong uh, hợp đồng làm việc đánh kết thứ hai là thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp thứ ba là trách nhiệm đúng không ạ thái độ phụ nhân dân à, và thứ tư là các nghĩa vụ khác của viên chức được chưa à, tiếp theo à, về nội dung khoản 2 người ta hỏi là gì ạ có mấy nội dung để đánh giá viên chức quản lý Đấy, thì chúng ta thấy là a à, đúng không ạ là 4 À, A là 2 B là 3 C là 5 Và D là 6 Đúng không ạ? Thì xin mời các em A 2 B 3 C 4 À C 5 Và D 6 Chúng ta nhớ cái hỏi là gì? Có mấy nội dung để đánh giá viên chức quản lý Các em nhớ Xin mời các em ạ thì chúng ta thấy rất là rõ ở người ta nêu ở đây ở khoản 2 các em nhìn viên chức đánh vượt đánh giá viên chức quản lý được xem xét các nội dung quy định tại khoản 1 điều này và các nội dung sau nếu người ta hỏi là gì chỉ là gì có mấy nội dung đánh giá viên chức quản lý thì chúng ta thấy cộng hai cái này đúng không Nói là hai rồi cộng với 4 của khoản 1, đúng không phải là 6, đáp án là phải là D thế còn khi người ta hỏi là gì việc đánh giá viên chức quản lý uh, đúng không? À, quy định tại nội dung ngoài các nội dung quy định tại khoản 1 thì viên chức quản lý còn mấy nội dung để đánh giá thì chúng ta nhớ mới là mới chọn là hai em nhá. Thế còn hỏi chung mà không lêu chứ ở khoản 1 của điều 41 này thì chúng ta phải chọn là 6 vì khoản 1 nó có 4 nội dung và uh, khoản 2 thêm có hai nội dung nữa thì chúng ta thấy với viên chức quản lý thì chúng ta lưu ý cái dạng câu hỏi như vậy. Thế còn đây là hai uh, hai cái nội dung của viên chức quản lý về năng lực lãnh đạo quản lý điều hành đúng không rồi à, kết quả hoạt động của đơn vị các em nhá đấy thì chúng ta lưu ý cách hỏi như vậy được chưa tiếp theo họ hỏi là gì việc đánh giá viên chức được thực hiện khi nào thì chúng ta nhớ là hàng năm nhá đấy rồi sao nữa khi kết thúc đúng không thời gian tập sự đúng không trước khi ký kết hợp đồng làm việc đúng không đấy à, trước khi ký hợp đồng làm việc thay đổi vị trí việc làm thay đổi vị trí việc làm xét khen thưởng kỷ luật bổ nhiệm bổ nhiệm lại đúng không ạ chúng ta thấy rất là rõ đúng không ạ rồi quy hoạch đào tạo bồi dưỡng thì chúng ta thấy là là các nội dung như vậy đấy việc đánh giá viên chức được thực hiện cái nào như là hàng năm là cái đầu tiên tiếp là khi kết thúc thời gian tập sự đúng không ạ trước khi ký kết hợp đồng làm việc thay đổi vị trí việc làm xét khen thưởng kỷ luật bổ nhiệm bổ nhiệm lại quy hoạch đào tạo bồi dưỡng em nhá thì là ta xong nội dung của điều ở khoảng 3 này ở điều 41 chúng ta đi tiếp vào sang điều 42 người ta sẽ hỏi là gì ờ, ở, căn cứ vào nội dung giá thì viên chức được phân thành mấy loại thì chúng ta nhớ cho thầy là bốn loại nhá. chúng ta thấy là có bốn loại và nhớ từ khóa cho thầy là gì là xuất sắc tốt đúng không ạ hoàn thành đúng không ạ và không hoàn thành đó thì chúng ta nhớ như vậy nhá đấy Nghĩa là viên chức được phân thành mấy loại nhớ là bốn loại một là xuất sắc hai là tốt ba là hoàn thành và bốn là không hoàn thành đấy các em nhớ đầy đủ hoàn thành xuất sắc, nhiệm vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ hay không hoàn thành nhiệm vụ cũng được, Mình thấy nghĩ là dài nó cần nhớ từ khóa là gì? Hoàn thành xuất sắc, à, từ xuất sắc, từ tốt, từ hoàn thành và không hoàn thành, Thế là bốn loại rất rõ, các em nhớ. Chúng ta đi tiếp ở điều 43. Về trách nhiệm đánh giá viên chức thì chúng ta thấy như sau. Trách nhiệm đánh giá viên chức. Thì người ta hỏi là gì? Ai là người có trách nhiệm tổ chức đánh giá đúng không ạ? Viên chức thuộc thẩm quyền quản lý thì đây thầy nói rồi từ khóa trách nhiệm, từ quyết định thì chúng ta chọn đáp án là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập các em nhé Đó. Thì các em rõ chưa? Còn là khoản 2 thì chúng ta không phải học nhá. Vâng. ở khoản 3 thì người ta hỏi là ai là người chịu trách nhiệm đánh giá viên chức quản lý trong công lập thì chúng nhớ là người có thẩm quyền bổ nhiệm. Đó, các nhớ nhá. ở khoản 4 Cơ quan nào quy định chi tiết Đấy tôi nói rồi quy định chi tiết Về trình tự thủ tục đánh giá viên chức Thì luôn là chúng ta chọn là chính phủ nhá. Đó thì chúng ta lưu ý cho thầy Được chưa Đó là điều 43 chúng ta cần phải nhớ Về trách nhiệm đánh giá viên chức với viên chức Thuộc thẩm quyền quản lý thì sao gì Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp lập Với viên chức quản lý đúng không Thì người chịu trách nhiệm đánh giá chính là người có thẩm quyền bổ nhiệm Thế còn cơ quan nào quy định chi tiết trình tự thủ tục đánh giá viên chức thì chúng ta nhớ là đã ban là chính phủ em nhá. Đó. À, tiếp theo, hỏi là có mấy nội dung về thông báo kết quả phân loại viên chức thì chúng ta nhớ là có 3. Cụ thể là gì? Nội dung đánh giá viên chức là làm sao? Phải được thông báo nhá, phải được thông báo, đúng không ạ? Phải được thông báo cho viên chức. Thứ hai là kết quả phân loại phải được công khai trong đơn vị sự nghiệp công lập. Thứ ba nếu mà không nhất trí, đó là không nhất trí. Đấy, với kết quả đánh giá thì viên chức được quyền gì? Được quyền khiếu nại lên uh, cấp có thẩm quyền nhá. Đó thì chúng ta thấy về nội dung. Đấy, về điều 44 về thông báo kết quả phân loại viên chức. Thì chúng ta thấy là gì? Nó có ba nội dung cần thông báo về kết quả đánh loại, đánh giá phân loại viên chức. Một là gì? Đánh giá phải được thông báo cho viên chức. Thứ hai là kết quả phân loại thì được công khai trong đơn vị sự nghiệp công lập. Và nếu không nhất trí đúng không? Với kết quả đánh giá và phân loại thì viên chức có quyền gì? À, khiếu lại lên cấp có thẩm quyền các em nhá. Đây là nội dung của điều 44. Và chúng ta thấy cũng là hoàn thành xong mục 6 về đánh giá viên chức. Chúng ta chuyển vào mục 7, nó là mục cuối cùng của chương 3. Nó quy định về chế độ hưu trí thì, đúng không ạ? Thôi việc và hưu trí đấy. Thì chúng ta thấy rõ ràng ở điều 45 về chế độ thôi việc thì họ hỏi là gì? Câu hỏi đầu tiên thường có là khi chấm dứt nồng nằm việc thì viên chức được hưởng những gì? chúng thấy một là được hưởng trợ cấp thôi việc đúng không ạ hai là trợ cấp gì trợ cấp mất việc làm đúng không ạ trợ cấp mất việc làm đúng không ạ và ba là gì là chế độ bảo hiểm xã hội à, thất nghiệp đúng không ạ đó ta nhớ nhá bảo hiểm thất nghiệp đó được chưa và theo quy định của pháp luật nào thì nhớ là pháp luật về lao động và pháp luật về xã hội các em nhá bảo hiểm xã hội Đấy thì chúng ta nhớ với khoản 1 của điều 45 chúng ta nhớ hai câu hỏi. Một là khi chấm dứt hợp đồng làm việc thì viên chức được hưởng cái gì? Thì một là được hưởng cái gì? Trợ cấp thôi việc, hai trợ cấp mất việc làm, hoặc là ba là gì? Bảo hiểm thất nghiệp. Tại sao dùng hoặc ở đây? Chúng ta thấy do trước đây chúng ta từ ngày mùng 1 tháng 1 2019 chúng ta 2009 ấy, đúng không? À, từ mùng 1 tháng 1 2009 chúng ta thực hiện là cái việc mà uh, bảo hiểm tháo hội uh, bảo hiểm thất nghiệp đúng không ạ đóng bảo hiểm thất nghiệp còn trước À, ngày mùng 1 tháng 1 2009 thì chúng ta không có. À, với những trường hợp mà đóng bảo hiểm thất, thất nghiệp thì chúng ta sẽ được hưởng à, được hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Còn những người mà à, trước ngày ngày mùng 1 tháng 1 2009 chưa đóng thì chúng ta thấy là sẽ được hưởng trợ cấp mất việc làm em nhá. Đó thì chúng ta thấy nó có, có phần như vậy. Tiếp theo, hỏi là gì viên chức mà không được hưởng trợ cấp à, thôi việc thì sẽ có mấy trường hợp mà viên chức không được hưởng trợ cấp thôi việc? A, 2, B, 3, C4 Và D5 Thầy xin mời các em ra xem là Mấy trường hợp mà viên chức không được hưởng trợ cấp thôi việc Xin mời các em ạ Và bạn Vũ Nga là 3. Vâng. Các bạn khác thì sao ạ? Thì chúng ta thấy rất rõ xem có đúng là ba trường hợp như bạn Vũ Nga đưa ra không. Thì chúng ta thấy ở đầu tiên đó là trường hợp gì? Nghĩa viên chức không được hưởng trợ cấp thôi việc. Trường hợp thứ nhất là bị buộc thôi việc. Đúng không? Bị buộc thôi việc này chúng ta thấy có những trường hợp mà bị kỷ luật mà chúng ta sẽ học ở chương 5 về về các hình thức kỷ luật đấy. Bị buộc thôi việc. Nữa là điều 29 mà chúng ta cũng đã học liên quan chúng ta thấy là nó là khoản B bị buộc thôi việc mà liên quan đến cái việc mà bị tòa án tuyên phạm tội đấy Chúng ta thấy rất là rõ nhá Những cái trường hợp mà vi phạm quy định của pháp luật Đó thì chúng ta thấy sẽ bị buộc thôi việc Cái nữa là trường hợp thứ hai Đúng không ạ là Trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc Đấy đơn phương Đấy mà chờ mà vi phạm các cái khoản 4, 5, 6 mà chúng ta đã học về quy định về thời gian báo trước đấy Đúng không Chúng ta đã học ở điều 29 ở buổi trước rồi đó là trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ ba là chấm dứt hợp đồng làm việc, đúng không ạ? Đấy, theo quy định khoản 5 điều 28 đó là liên quan các trường hợp mà quy định chuyển sang làm công chức từ viên chức chuyển sang làm công chức, viên chức thành công chức ấy, nó thấy thì Nó là ba trường hợp thì sẽ không được hưởng uh, uh, chế độ gì chúng ta thấy thôi việc em nhá. Đấy thế là rõ, rất là rõ quy định như vậy. Đó là điều 40 năm chúng ta chuyển sang điều 46. Là về chế độ hưu trí, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy nội dung là điều này như sau Đó là điều 46 về chế độ hưu trí thì chúng ta thấy như sau người ta hỏi là gì viên chức được hưởng trợ cấp hưu trí đúng không theo quy định của pháp luật nào nhớ là về pháp luật lao động các em nhá về pháp luật lao động và pháp luật bảo hiểm xã hội đó là hai cái pháp luật này nó giống như như, như đúng tôi thấy rất rõ hưu trí Đấy, rất là rõ nhá được chưa ạ và chế độ thôi việc cũng vậy thôi tiếp tục là gì ạ là câu hỏi là về về cái liên quan đến việc thông báo em nhớ nhớ từ khóa thông báo nhớ từ khóa thông báo về cái thời điểm nghỉ hưu ấy Để chúng ta nhớ về cái thời điểm nghỉ hưu thông báo về thời điểm nghỉ hưu đấy đúng không thì chúng ta nhớ người ta hỏi là gì ờ, cơ quan đơn vị quản lý viên chức phải thông báo văn bản về thời điểm nghỉ hưu của viên chức trước thời gian bao nhiêu thì ta nhớ là trước 6 tháng Chúng ta nhớ từ khóa như vậy được chưa có từ thông báo đúng không về thời điểm nghỉ hưu thì là trước 6 tháng thế còn liên quan đến cái việc mà quyết định nghỉ hưu đúng không thì quyết định nghỉ hưu thì chúng ta ra quyết định nghỉ hưu ấy của cơ quan quản lý viên chức ta nhớ từ trước trước 3 tháng em nhớ đó, chúng ta nhớ từ khóa với gì ạ với thông báo về thời điểm nghỉ hưu thì là trước 6 tháng còn quyết định nghỉ hưu dành cho viên chức thì là gì trước 3 tháng em nhớ tính đến ngày biên chức nghỉ hưu được chưa ạ? đấy là nội dung của khoản 2 chúng ta đi vào khoản 3 của điều 46 đó là gì ạ chúng ta thấy nội dung đó là uh, liên quan đến đơn vị dụng lập có thể ký đúng không họ bảo là uh, ký với họ uh, ký hợp đồng vụ việc này đúng không với những người đã hưởng chế độ hưu trí nhá đấy với những người đã được hưởng độ uh, hưu trí có nhu cầu có nguyện vọng và trong nữa là trong thời gian uh, hợp đồng ngoài thủ nào đâu, theo hợp đồng thì người người đó sẽ được hưởng đấy người đã hưu trí rồi được hưởng một số chế độ chính sách đúng không cơ chế đảm bảo điều kiện về hoạt động chuyên môn do chính phủ quy định ở cơ quan nào quy định về nội này nhớ là chính phủ Thế em nhá đấy là thầy đã cho ta nhớ ở điều 46 này đúng không ạ thì nội dung cần nhớ đó là viên chức mà được hưởng chế độ hưu trí thì theo quy định về pháp luật lao động và pháp luật bảo hiểm xã hội rồi gì nữa về thời gian chúng ta thấy liên quan thông báo đúng không về thời điểm nghỉ hưu là trước 6 tháng trước khi viên chức nghỉ hưu. Rồi ra quyết định nghỉ hưu là phải trước gì? 3 tháng tính đến thời điểm mà viên chức nghỉ hưu. Đấy thì uh, chúng ta cần nắm rõ uh, rất uh, nội dung uh, uh, quy định uh, như vậy. Thì chúng ta thấy là thầy đã trao đổi xong với các em về uh, các điều từ điều 20 đến điều 46 trong chương 3 quy định về tuyển dụng sử dụng viên chức với các từ khóa. Thì như uh, chúng ta cũng biết mỗi cái uh, chương và các mục ở chúng ta thực hành trong đội viên trước thì thầy đều cho các em câu test thực hành thì bây giờ thầy sẽ cho các em các cái câu liên quan để chúng ta thực hành để chúng ta nhớ ôn luyện luôn nhá, học đi đôi với hành để chúng ta ta, ta nhớ luôn thì uh, xin mời các em chúng ta cùng nhìn lên màn hình nhá để chúng ta ta làm các cái câu hỏi uh, làm sao liên quan đến cái nội dung vừa rồi chúng ta học uh, thì xin mời các em chúng ta nhìn lên và trả lời chúng ta thực hành luôn các cái câu hỏi để nhớ luôn nội dung phần kiến thức của học và xin mời các em xin mời ạ à, chúng ta cùng nhìn lên nhá và và chúng ta sẽ thấy các cái câu hỏi sẽ hiển thị trên màn hình và đồng thời thì thầy cũng sẽ học để các em dễ quan sát và theo dõi và làm bài thì xin mời các em làm câu hỏi đầu tiên để ôn luyện nội dung các cái mục hôm nay chúng ta đã học đó nhá, liên quan đến các câu hỏi trong chương 3. Câu hỏi đưa ra như sau. Câu hỏi số 1 là theo luật viên chức 20, biệt phái viên chức là gì? A. biệt phái viên chức là việc viên chức của đơn vị xung lập này được cử đi làm việc tại đơn vị cơ tại cơ quan tổ chức đơn vị khác. B. Biệt phái viên chức là việc viên chức của đơn vị xung lập này được cử đi làm việc tại cơ quan tổ chức đơn vị khác theo cầu nhiệm vụ trong một thời hạn nhất định. À. C. Việc phái viên chức là việc viên chức của đơn vị sự nghiệp công nay này được đi làm việc tại cơ quan tổ chức đơn vị khác theo yêu cầu của hiệu trưởng. D. Cả ba án trên đều đúng. Thầy xin mời các em. Vâng, bạn đàm tính chọn là là, là, là D. Đúng không ạ? Cả ba đều đúng. Vâng, nó khái niệm thì chúng ta sao lại vâng, tôi xem để ý nhá. Vâng. Ta đã học các từ khóa rồi, đúng không ạ? Là chúng ta hoàn toàn làm được thôi Xin mời các em Mời các em ạ Chúng ta cùng làm Chúng ta theo dõi các từ khóa thấy rồi biệt phái biên chức thì thầy nói với em đầu tiên là từ khóa từ được cử cho ta thấy là uh, cái Tôi xem A, B, C đều có từ được cử Đúng không ạ? nữa là chúng ta thấy theo yêu cầu nhiệm vụ đúng không? thì chúng ta thấy chữ yêu cầu nhiệm vụ thì chúng ta thấy là cái A loại rồi chỉ còn cái B cái C thôi, à, cái B thôi đúng không? à cái cái, ta thấy chỉ thấy là yêu cầu nhiệm vụ thì tôi thấy cái C nó nó chỉ có chữ yêu cầu thôi, nó không có chữ nhiệm vụ. còn nữa nó còn thiếu nữa là từ khóa trong một thời gian nhất định thì chúng ta thấy cái C nó là yêu cầu của hiệu trưởng. thì chúng ta thấy rõ ràng là cái này chúng ta phải chọn là B như bạn Vũ nga. Đúng không? Chúng ta thấy rất là rõ. Đấy, chúng ta thấy nữa từ khóa là gì thầy nói rồi, đầu tiên từ khóa được cử thì cả ba phương án A, B, C đều có từ được cử, đúng không? Từ khóa tiếp theo đó là gì? Yêu cầu nhiệm vụ thì chúng ta thấy là gì? Là cái A nó loại rồi, đúng không? Đấy chúng ta thấy rất là rõ. Rồi cái C thì nó thiếu cả nó thiếu từ nhiệm vụ và nó nó sai nữa là gì? Yêu cầu của hiệu trưởng không phải mà đúng nó thiếu nữa từ khóa là trong một thời hạn nhất định thì chúng ta thấy đầy đủ từ khóa mà thầy đã cho các em đấy nó có từ được cử này từ yêu cầu nhiệm vụ và trong một thời gian thời hạn nhất định thì chúng thấy chỉ có B thỏa mãn thôi như vậy câu 1 chúng ta chọn là B các em nhá đó là cách để chúng ta ta làm mấy cái từ khóa nó rất là quan trọng để giúp chúng ta nhớ và loại các cái phương án đúng không ạ đó các em thấy nó vi diệu chưa mà chúng ta phải để ý đúng không ta phải làm thực hành đó là câu hỏi thứ nhất chúng ta làm tiếp vào câu hỏi số 2 à, theo luật viên chức hai nẻ mười thì ai là người quyết định việc biệt phái viên chức? A là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập, B cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập, C cả A và B đều sai, D người đứng đầu đơn vị trung lập hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập. Thầy xin mời các em ở câu hỏi số 4 ở câu số 2. Xin mời các em ạ. Và bạn nam tính chọn là D. Và làm tính rất thích ăn thịt dê. Chắc có chồng quê Linh Bình. Và bạn Vũ Nga cũng chọn là D. Và Nguyễn Hải cũng chọn là D. Đúng không ạ? Vâng thì chúng ta căn cứ rất rõ rồi. Đúng không? Ạ? Về nội dung về biệt phái biên trước ở điều 36 khoản 1 ấy thì chúng ta thấy là là liên quan đến người quyết định việc phái biên trước thì chúng ta thấy nó nó phải đảm bảo là gì? Người một là người đứng đầu đơn vị lập là đối với viên chức không giữ quản lý, hai là cơ quan thẩm quyền quản lý đơn vị công đập đối với viên chức quản lý. Chúng ta thấy là án D này đầy đủ các em nhé Cái A, cái B nó cũng có nhưng mà người ta không có phương án cả A và B đều đúng mà người ta đưa cái C là cả A và B đều sai. Như vậy là phương án đầy đủ ở đây chính xác phải là D nhá. Đó chúng ta thấy là câu hỏi số 2 là D. Các em làm rất giỏi đúng không ạ? Quá siêu luôn. Và đó. Được chưa ạ? Thầy đoán đúng không? Bạn đàm tính đúng em trồng quê Linh Bình không? Nên rất thích ăn thịt dê Vâng wow. Xin mời ạ Chúng ta làm tiếp ở câu hỏi số 3 Các em nhá Vừa xong là câu hỏi số 2 Đúng ạ? Vâng wow. à, Thì chúng ta nhìn lên màn hình và Chúng ta cùng trả lời thực hành luôn Các nội dung câu hỏi vừa rồi à, chúng ta đã học từ khóa Đó là theo luật viên chức 2010 Các em nhá Được bổ nhiệm viên chức quản lý phải căn cứ vào đâu? A. Được bổ nhiệm viên chức quản lý phải căn cứ vào nhu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập, tiêu chuẩn điều kiện của chức vụ quản lý và theo đúng thẩm quyền. B. Việc bổ nhiệm viên chức quản lý phải căn cứ vào nhu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập, điều kiện của chức vụ quản lý và theo đúng thẩm quyền trình tự thủ tục. C. Việc bổ nhiệm viên chức quản lý phải căn cứ vào nhu cầu của đơn vị sự nghiệp lập, tiêu chuẩn điều kiện và theo đúng thẩm quyền trình tự thủ tục. D. Việc bổ nhiệm viên chức quản lý phải căn cứ vào nhu cầu của đơn vị sự nghiệp lập, tiêu chuẩn điều kiện của chức vụ quản lý và theo đúng thẩm quyền trình tự thủ tục thầy xin mời các em ở câu hỏi số 3 à vâng không thể biết em quê hải dương nên thầy bảo em lấy chồng ninh bình nên thích ăn thịt dê vâng chứ biết em ở hải dương rồi em ở khúc nào hải dương vâng hải dương thì thầy đã về dạy hầu như tất cả các huyện của hải dương từ thành phố ở chỗ cục à, ở cục thuế rồi à, các chi cục trưởng các cục thuế từ kinh môn rồi uh, kinh môn đúng không ạ Giờ, rồi kim thành rồi tứ kỳ đã về ăn dưa tứ kỳ rồi đúng không ạ có cái quán gần sông đấy rồi và, rồi thanh miện linh giang vâng em lc hải dương thì thầy không biết là gì <laughs> đấy, hải dương thầy về khá nhiều vâng, dạ, vâng một trong những địa phương uh, dạy khá nhiều hải dương vâng. và à trí linh sao đỏ và vâng. trí linh thì uh, đất là cũng anh hùng hào kiệt ấy chúng ta thấy đất đất là đất thiêng chúng ta thấy là có đền thờ hưng đạo vương đúng không ạ thầy cũng đã về đấy rồi đất đất thiêng rồi đền thờ chu văn an đấy người thầy thì vâng. à đúng rồi đấy cả cái thầy không rõ nó có, có cái quán mà vườn nhãn ấy xong nó nó ngay cái gần ven sông ấy và vâng. thấy bảo ngon nhất là khu chỗ tứ kỳ và vâng. nó là như vậy Hải Dương thầy về rất khá nhiều và chỗ Thanh Miện Ninh Giang à, Ninh Giang thì ra chỗ đảo Cò rồi đến cả chỗ cả chỗ đền Tuần Tranh ấy. và mà cái chỗ khu đấy nó gần của, của Quỳnh Phụ Thái Bình chỗ cầu Hiền ấy. cầu Hiệp hay cầu Hiền và cầu Hiệp mới đúng hơn và rồi thì chúng ta thấy đáp án ở đây quay lại thì các em chọn ở đây vâng chia sẻ về Hải Dương đúng không ạ vâng các em trả lời nhỉ vâng các bạn chọn là D đúng không ạ thì chúng ta căn cứ nào chúng ta chọn là D về căn cứ vào từ khóa như thầy đã trao đổi với các em nhá. Đó thì ở đây là gì ạ? Về từ khóa như thầy nói là nhu cầu của đơn vị xung đập đúng không? Rồi tiêu chuẩn điều kiện của chức vụ quản lý thì chúng ta nhìn vào đó thì chúng ta có thể loại được cái C rồi, tiêu chuẩn điều kiện nhưng mà nó thiếu chữ của chức vụ quản lý. À, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy rất là rõ đúng không ạ? Vâng. được chưa ạ? Thì chúng ta thấy là như vậy. Không? cái c loại tiếp là thầy nói về tiếp cái từ khóa là gì à, theo đúng thẩm quyền trình tự thủ tục thì chúng ta thấy là gì cái a loại rồi đúng không thế còn chỉ có cái b và cái gì b và cái d thôi thì chúng ta xem à, đúng không xem chọn tại sao chọn d là đúng không căn cứ vào nhu cầu của, của đơn vị sự nghiệp công lập này đúng không nó thiếu từ tiêu chuẩn nó chỉ có từ điều kiện thôi thì chúng ta thấy là gì cái D này nó có đầy đủ nó từ nhu cầu, rồi tiêu chuẩn, điều kiện của chức vụ quản lý và đúng thẩm quyền trình tự thủ tục. Nó là như vậy. Được chưa ạ? Vâng, thì thầy như thầy nhắc lại, thầy cũng đi rất nhiều các địa phương. À, cũng hiện tại nếu công tác giảng dạy đi, à, đi 58 tỉnh trên 63 tỉnh thành phố. Vâng, còn đặc biệt là dạy cho ngành tài chính là khá nhiều. Và vâng, đặc biệt là ngành thuế. Và vâng, rất nhiều các lớp về lớp trung cấp lý luận chính trị, lớp chuyên viên chuyên viên chính rồi lớp các lớp kỹ năng lãnh đạo. Vâng, thì ừ. cũng về Hải Dương là khá nhiều như thầy nói về về cả vùng kinh môn ăn hành lên đền cao các thứ đấy. Các em biết là thầy nói thấy là chắc là cũng biết rồi đúng không ạ? Vâng. Đó, như vậy còn chỗ giáp chỗ thanh miện, Ninh Giang là, là có đảo cò. Vâng, đó. Rồi, chúng ta đi làm tiếp các em nhá. Vâng. Thì chúng ta sẽ trả lời câu hỏi số 4 các em nhá. Xin mời các em nhìn màn hình để chúng ta trả lời. Ờ. Thì ờ. thầy hy vọng là đợt này các em hãy dự thi, đúng không ạ? Thi đỗ thì trân trọng mời các em về quê thầy nhá. Thưởng thức uh, hôm qua dưa, nó sẽ có các kho và túi những đặc cản các nổi tiếng và Xin mời các em có số, 4. các em cùng nhìn lên màn hình các em nhá để chúng ta trả lời. Câu hỏi số 4 như sau. Đó là theo luật viên chức 2010, viên chức giữ quản lý, viên chức giữ chức vụ quản lý có thời hạn bao nhiêu năm? A 5 năm, B 3 năm, C không quá 3 năm và D không quá 5 năm. Vâng, xin mời các em. Ta xem là viên chức giữ quản lý có thời hạn bao nhiêu năm các em nhá. Vâng, A là 5 năm, B là 3 năm c không quá 3 năm và d không quá 5 năm vâng bạn đàm tính rất nhanh chọn là d các bạn khác thì sao ạ bạn uh, vũ nga là c đấy nó có sự khác biệt một chút rồi đàm tính thì vẫn thích ăn thịt dê còn uh, vũ nga thì uh, thích ăn uh, canh cua cá <laughs> chúng ta thấy để nhớ và vâng. được chưa ạ? các bạn khác ạ thì nhớ từ khóa với thầy đã bôi vào cho các em rồi đúng không các nội dung chính thì thầy thấy các em thấy rồi đúng không ạ à. vâng chúng ta nhớ phải chọn án là d không quá 5 năm nhá thì chúng ta thấy rất là rõ không quá 5 năm được chưa ạ chúng ta làm tiếp ở câu hỏi số 5 với nội dung như sau chúng mời các em cùng nhìn lên màn hình và trả lời các em nhé Theo luật viên chức 2 là 10 thì cơ quan nào quy định chi tiết bổ nhiệm viên chức quản lý? A. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp lập. B. Chính phủ. C. Cơ quan quản lý đơn vị sự nghiệp lập và D. Cấp có thẩm quyền. Thầy xin mời các em. Cái này các em cần nhớ về nội dung mà thầy đã trao đổi rồi, đúng không ạ? Đấy. À, bạn nam tính là B, Anna Trần là B, Vũ Nga là B. Các bạn khác thì sao ạ? Thì à, chúng ta thấy rồi, từ khóa kinh điển như thầy đã cho các em 95% trong đợt viên chức 2010. Có ghi cơ quan nào quy định thì chúng ta chọn đã bán là chính phủ. Nên câu 5 này chọn là B, là án chính xác các em nhé. Đó là án chính xác. Và xin mời các em làm tiếp câu hỏi số 6. Nói theo luật viên chức 2 nẻ 10 Thì hàng năm căn cứ và nội dung đánh giá viên chức được phân thành mấy loại A 3 loại B 5 loại C 6 loại và D là 4 loại thấy xin mời các em Bà nam tính rất nhanh Vẫn sở thích sở trường ăn thịt dê Ăn thịt dê chắc là rất phê đúng không Nó tê tê Đó, ngã là trần cũng chọn là D. Rồi. Ta xem có chính xác không? Và xin mời các em. Và Vũ Nga cũng vậy, cũng chọn là D. Đúng không ạ? Vâng. Thì uh, chúng ta thấy rõ rồi. Uh, quy định về nội dung đánh giá về viên chức về phân loại cho thấy là có bốn loại rất rõ một là gì gọi là xúc xích gọi là xuất sắc đấy đúng không hai là tốt ba là hoàn thành bốn là không hoàn thành còn chúng ta nhớ đầy đủ các nội dung là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là một này hoàn thành tốt nhiệm vụ là hai này hoàn thành nhiệm vụ là ba và không hoàn thành nhiệm vụ là 4. và chúng ta nhớ cách là đấy một từ khóa là xúc xích là xuất sắc tốt hoàn thành và không hoàn thành thì nó nhẹ nhàng hơn và <laughs> à, thì thấy chúng ta thấy bây giờ dịch tả châu phi rồi lợn thì chúng ta thấy nó đắt thì chúng ta chuyển sang ăn 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 thịt dê là chuẩn rồi em ạ nhá đúng ăn thịt dê thầy nghĩ là ok đấy đúng không ạ ăn thịt dê là, là ngon đúng không ạ đó thì chúng ta cần lưu ý nhá và rượu ngon rượu quê thầy là rượu chí phèo đấy rất là ngon các em đỗ viên chức đi thầy mời các em về thưởng thức cá kho và và, và rượu chí phèo nhá đấy. được chưa ạ? rồi thăm nhà ba kiến các em nhá rồi chúng ta làm tiếp câu hỏi số 7 theo luật viên chức 2 là 10, viên chức được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của A. Pháp luật về lao động, B. Pháp luật về bảo hiểm xã hội, C. Pháp luật về lao động và pháp luật về bảo hiểm xã hội, D. Hội đồng nhà trường. Đó, vâng, bạn làm tính rất nhanh, chọn là C. Các bạn khác thì sao ạ? Xin mời các em ạ Đó, Anna Trần, bạn Vũ Nga Chọn là D và wow. Cơm canh cá C và Vũ Nga Nguyễn Hải cũng vậy Cũng chọn là C Đúng không ạ Thì chúng ta thấy rõ ràng rồi Câu hỏi số 7 này Chúng ta thấy chắc chắn là chọn là C Nó theo quy định pháp luật về lao động và bảo hiểm xã hội Các em nhé về lao động liên quan về tiền lương về Bảo hiểm xã hội thì chúng ta thấy liên quan đến vấn đề bảo hiểm xã hội hưu trí đấy. là thấy dành cho chế độ hưu trí đúng không? ta thấy được hưởng. Như vậy đã xong câu hỏi số 7. Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi số 8. Các em nhé, Chúng ta sẽ làm 10 câu ở phần này. Đấy, chúng ta sẽ chuyển sang uh, chương 4. Câu hỏi số 8 có nội dung như sau. Theo luật viên chức 2.10, cơ quan tổ chức đơn vị quản lý viên chức phải thông báo bằng văn bản về thời gian... À về thời điểm nghỉ hưu trước. A 4 tháng, B 2 tháng, C 5 tháng và D 6 tháng. Thầy xin mời các em và chọn đáp án. Làm tính rất nhanh. Đấy thích ăn thịt D. Liệu lần này có đúng hay không? Vào. Và xin mời các bạn còn ai ạ? Và Vũ Nga cũng chọn là D và Nguyễn Hải cũng chọn là D. Thì uh, như từ khóa thầy nói rồi, có từ thông báo về thời điểm nghỉ hưu, chúng ta nhớ là trước 6 tháng, như vậy các em chọn uh, D ở câu hỏi số 9 là đoán uh, đúng không ạ? Là là chính xác chắc chắn luôn đúng không? Chúng ta thấy ở câu hỏi số 8 đúng không ạ? Chúng ta thấy uh, các em nó chọn là, là chính xác rồi đấy, đúng không ạ? Đấy, chúng ta nhớ từ khóa là chúng ta mở được thôi nhá. Đấy, thì cách đơn giản nhớ từ thông báo về thời điểm nghỉ hưu thì sẽ là gì? sẽ là 6 tháng. chúng ta làm tiếp ở câu hỏi số 9. xin mời các em. À, theo luật viên chức 2010, cơ quan tổ chức đơn vị quản lý viên chức ra quyết định nghỉ hưu trước A. 3 tháng, B. 4 tháng, C. 2 tháng và D. 5 tháng. Thế xin mời các em. Bằng đàm tính lần này là ăn apple rồi, táo rồi đúng không? <laughs> Chứ không ăn thịt dê nữa. <laughs> Vũ Nga là A. Các bạn khác thì sao? Vâng, bạn này là ăn táo đúng không? Vâng. Và vâng, Nguyễn Hải là đúng không ạ? Các bạn khác ạ. Ăn gì đây? Vâng, cũng vẫn là táo Apple hết đúng không? Vâng, này là chuyển về ăn táo đúng không ạ? Vâng, các bạn khác ạ. mời các em ạ. Tự tin chưa? Các em tự tin là A chưa? đang quen thịt C rồi. Vâng, chúng ta thấy rõ ràng câu hỏi số 9 là chúng ta chọn A là chính xác. Như thầy nói rồi, từ khóa của uh, quyết định nghỉ hưu, chúng ta nhớ là gì? Chúng ta nhớ là trước 3 tháng Thế còn từ khóa thông báo về thời điểm nghỉ hưu Đúng không ạ? Thì chúng ta nhớ là trước 6 tháng Các em quá xuất sắc, xuất xích Đúng không ạ? Rồi chúng ta làm câu hỏi số 10 Đó là câu hỏi cuối của à, nội dung à, của chương 3 Các em nhé Câu hỏi 10 như sau Theo luật viên chức 2 nẻ 10 việc đánh giá viên chức được xem xét theo nội dung nào sau đây? A. À, kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ Theo hợp đồng làm việc đã thỏa thuận B. Việc thực hiện các nguyên tắc về đạo đức nghề nghiệp c tinh thần trách nhiệm thái độ phục vụ nhân dân tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức d cả ba đáp trên đều đúng thì xin mời các em câu hỏi số 10. vâng tam tính rất nhanh Đấy, rất thích ăn thịt dê vâng vũ nga cũng là dê vâng Các bạn khác thì sao ạ? Vâng, ai Trần chọn là D. Vâng. Được chưa ạ? Các bạn khác ạ? Nhựa nó có dễ như vậy không? và vâng, xin mời các em. Em chốt chưa ạ? Là D câu cuối cùng này chưa ạ? Vâng thì chúng ta thấy nhé, cùng theo dõi uh, liên quan đến uh, nội dung uh, về đánh giá viên chức thì uh, các em đối chiếu luôn uh, thầy từ khóa thầy đã gạch cho các em từ kết quả các em thấy có rồi đúng không ở uh, phương án a đây chúng ta thấy cái động bên là gì đã ký kết nhưng mà trong khi họ đưa ra là đã thỏa thuận thì như vậy là a sai chưa đúng không tiếp theo thầy đã gạch rồi đúng không ạ là gì từ quy định về việc thực hiện quy định đây quy định thấy là bôi đậm đây về đạo đức nghề nghiệp thì chúng ta thấy trong kia cái phương án b của họ họ đưa ra là nguyên tắc thì chúng ta thấy các nguyên tắc thì đấy là sai rồi cái b cũng sai đấy. thì cái a cái b sai thì chúng ta tương đương là đáp án d là sai rồi thì chúng ta thấy chỉ có phương án c thôi Nó là tinh thần trách nhiệm này thái độ phụ dân rồi nghĩa vụ khác đây các em nhớ chưa đấy à, các em thấy là câu này pháp án là phải là c các em nhá được chưa đó thì chúng ta thấy là À, các em ăn thịt dê lần này là không không đúng rồi nhá phải là, là à, quen mui ăn thịt dê nhá đấy, chúng ta đấy từ khóa đã học rồi chứ không phải là không cho học đâu các em nhìn thấy không a à, kết quả rồi đây, đã ký kết phải đã bôi đậm rồi họ trong đây họ đưa là đã thỏa thuận mà đúng không còn đây quy định thầy bôi đậm đây rồi đâu phải là nguyên tắc đúng không đây cho so hết rồi đúng không ạ à, đầy đủ đó còn cái 8C tại sao toàn C có từ tinh thần trách nhiệm thái độ phụ dân rồi nghĩa vụ khác đây đã chuẩn chưa? Chuẩn hơn đây Chuẩn không có vi khuẩn Và vết bẩn chưa? Nhá Đấy Các em nhá Vâng <laughs> wow. Thế còn uh, như câu Hỏi của bạn đam Tính Thì nói là Đáp án của Linh này Thực ra là uh, Chúng ta thấy là Đây thầy đã làm cho hết rồi ta thấy là chữa và cho đáp án Chúng ta nghe đi nghe lại nhiều lần đây, đây là những bài test thôi Còn sau đó chúng ta Học xong hết luật viên chức Thì chúng ta sẽ có bộ đề Và uh, chúng ta sẽ chữa bộ đề Các em nhá Yên tâm Thầy đủ cho các em như vậy chúng ta đi tiếp ở ở sang chương 5 các em nhá. Thì chúng ta sẽ sang chương 5 về quy định về quản lý viên chức. Thì điều 47 về quản lý viên chức thì các em cần nhớ các nội dung được chưa? ạ? À, ở đây đúng ạ? Về người ta sẽ hỏi cơ quan nào thống nhất quản lý, từ thống nhất thì chúng ta nhớ là quản lý viên chức thì chúng ta nhớ chọn là chính phủ các em nhá. Chọn là chính phủ được chưa ạ? Còn cơ quan nào chịu trách nhiệm trước chính phủ? Đấy, chịu trách nhiệm thì liên quan quản lý viên chức phải là gì? bộ nội vụ đấy về viên chức phải là bộ nội vụ à, khoản 2 em nhìn thấy chưa và người ta hỏi là gì ạ ở bộ nội vụ đúng không có bao nhiêu nhiệm vụ quyền hạn trong việc quản lý viên chức thì thầy sẽ đưa ra phương án a 4 b 5 c 6 và d 7 thầy xin mời các em ta xem là bộ nội vụ sẽ có bao nhiêu nhiệm vụ quyền hạn trong việc quản lý nhà nước về viên chức Để xin mời các em ạ. Vâng. <laughs> em nhớ là 6 thôi, không chắc chắn. Vâng. Vũ Nga là 6. Vâng, thì chúng ta xem có phải là 6 hay không. Các em nhớ thì chúng ta cùng nhìn vào. À, em đang ở trường hồ tài liệu đúng không ạ? À, thì chúng ta lên để học ở lúc ở nơi các em nên in ra các cái, các cái tài liệu thầy đã gửi nhá một bộ, bộ để ở nhà một để ở cơ quan nhà trường ấy chúng ta thuận tiện theo dõi nhá thì nên như thế đúng không ạ thì chúng ta thấy nhiệm vụ quyền hạn thứ nhất của bộ nội vụ là xây dựng và ban hành các em nhá nhớ từ khóa cho thầy đấy chúng ta thấy lợi ích của việc nhớ từ khóa rồi rồi chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan ngang bộ các em nhá đấy thì chúng ta thấy rồi liên quan về lập kế hoạch nó là chúng ta kế hoạch nhá rồi tiếp là nhiệm vụ quyền hạn thứ ba là chúng ta liên quan đến việc ban hành hệ thống Đấy, ban hành hệ thống, danh mục tiêu chuẩn, mã số chức danh nghề nghiệp Đó, thì chúng ta thấy là uh, ban hành danh mục tiêu chuẩn Cái này các em sẽ được học trong thông tư uh, liên tịch giữa bộ nội vụ và bộ dục đào tạo đấy uh, Với giáo viên mầm non là thông tư liên tịch số 20 Với giáo viên uh, uh, tiểu học là thông tư liên tịch số 21 về quy định mã số đấy Rồi uh, với giáo viên trong cơ sở là thông tư 22 Còn với trung học phổ thông là thông tư 23, các em nhá, đó và nhiệm vụ quyền hạn thứ tư của bộ nội vụ đó là gì quản lý công tác thống kê viên chức đúng không đọc danh sách hàng năm để thống kê hiện nay có bao nhiêu đúng không ạ rồi nhiệm vụ thứ năm là thanh tra kiểm tra đó và thứ sáu là báo cáo chính phủ về đội ngũ viên chức đấy chúng ta thấy không anh em chọn là sáu là chính xác được chưa ạ? đó là như vậy được chưa ạ? rồi khoản 3 thì chúng ta không có câu hỏi em nhá vâng thì chúng ta đi tiếp khoản 4 cũng vậy nhá, và chúng ta không có câu hỏi. Ờ, điều 48, người ta sẽ hỏi là gì? Có bao nhiêu nội dung quản lý viên chức các em nhá. A à, là 7, B là 8, C là 9 và D là 10. Thầy xin mời các em xem là nó là, 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 có bao nhiêu nội dung quản lý viên chức? mời các em ạ. Bảo mà làm tính chọn là A, các bạn khác thì sao? Bạn Vũ Nga chọn là C. À, chắc chắn. Vâng. À, A7 đúng không? B8, C9 và D10. Thì chúng ta xem trả lời đáp. Ở đây là gì đây? Về nội dung quản lý viên chức. Một là chúng ta thấy nhớ từ khóa. Cái nội dung thứ nhất là về xây dựng vị trí việc làm. Thứ hai là tuyển dụng viên chức thì chúng ta thấy rõ ràng rồi. Thứ ba là ký hợp đồng làm việc. Hiện tại thì chúng ta có hai là hợp đồng là hợp đồng xác định thời hạn và hợp đồng không xác định thời hạn. Còn sau mùng 1 tháng 7 chúng ta chỉ còn một loại hợp đồng thôi, đó là hợp đồng xác định thời hạn. Tiếp là bổ nhiệm thay đổi chức danh nghề nghiệp đúng không ạ? Sau này các em vào viên chức chúng ta tùy từng cấp học và các mọi thì chúng ta sẽ có các cái hạng giáo viên rồi sau đó chúng ta thi thăng hạng rồi thứ năm là liên quan đến thay đổi vị trí việc làm đấy biệt phái các thứ chúng ta vừa học đấy rồi thứ sáu là liên quan đến bổ nhiệm miễn nhiệm viên chức quản lý đấy các trường hợp về bổ nhiệm miễn nhiệm đây anh thấy rõ rồi đúng không ạ là thứ sáu thứ bảy là gì thực hiện việc đánh giá khen thưởng kỷ luật đối với viên chức đúng không ạ đấy đánh giá để xếp loại viên chức đấy thành bốn loại đấy rồi nữa là gì thực hiện chế độ về tiền lương đúng không ạ cái này ai cũng rất là quan tâm đấy thì vừa rồi quốc hội cũng như là đã, đã họp và nhiều đại biểu quốc hội đã có ý kiến đề xuất sắp tới về cải cách tiền lương cho đội ngũ viên chức thì chúng ta thấy đặc biệt là với giáo viên viên chức ngành giáo dục đấy thì sẽ cố gắng làm sao mà gì lương của giáo viên sẽ là gần ngang bằng với lực lượng vũ trang trong đó công an nhân dân và quân đội đấy lực lượng vũ trang khi nói về công an và quân đội thì chúng ta thấy là, là hy vọng là như vậy không được bằng thì chúng ta thấy nghĩ có thể là bằng uh, bằng 6 70 phần trăm cũng được của công an quân đội thì nó thấy là uh, các giáo viên sẽ yên tâm công tác và góp phần nâng cao chất lượng nền giáo dục hơn thì sắp tới các em nếu giáo viên mầm non thì uh, từ năm 2021 chúng ta thực hiện theo vị trí việc làm đấy, cố gắng mức lương sẽ khởi điểm các em là 7 triệu đúng không vào bậc đầu tiên đấy nghĩa là hạng 4 đấy rồi sau đấy uh, các giáo viên uh, tiểu học thì khoảng 10 triệu đúng không trung học cơ sở 12 triệu trung học phổ thông 15 triệu ấy ngoài ra các em tham gia giảng dạy nữa thêm nữa đúng không thì đời sống nó sẽ thay đổi sau phấn đấu là các em sau này là lương nghìn đô nhá đó thì là yên tâm công tác đúng không ạ à, tiếp tục là nội dung thứ 9 là chúng ta thấy về lập hồ sơ các em nhá là hồ sơ quản lý viên chức thì chúng ta thấy rất rõ ở đây đúng không ạ à, là có có 9 chín nội dung quản lý viên chức các em nhá Uh, tiếp theo về đơn vị sự nghiệp công lập thì chúng ta thấy rồi được giao quyền tự chủ thì thực hiện các quy định về quản lý nhá chúng ta phải có niềm tin vào sự lãnh đạo của đảng ấy. chúng ta thấy uh, hôm hai uh, ngày trước chúng ta mới kỷ niệm uh, 90 năm thành lập đảng đúng không ạ đó thì chúng ta thấy phải tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng <cười> <cười> và đó uh, mọi cái và thì uh, bao giờ thì thực ra là chúng ta phải cùng cùng cố gắng cùng toàn đảng toàn dân đấy chúng ta thấy phải cùng cố gắng thì bao giờ thì cái này thầy cũng không biết đến thời điểm nhưng mà chúng ta thấy là như các em sinh viên ngoại thương đấy à, khi các em ra trường là, làm các đơn doanh nghiệp nước ngoài là, là khởi điểm là nghìn đô và các em sau này có chúng ta em đừng trông chờ nhiều vào cái việc nương ở tại trường mình công tác đâu mà em có thể kết hợp các em mở các lớp dạy online này các em các chúng ta hoàn toàn rồi nhu cầu ôn luyện rất là nhiều về gia sư đấy tại sao các em không mở các lớp ôn thi đúng không các em thậm chí là mầm non các em có thể dạy về vẽ dạy luyện chữ đẹp cũng vậy thấy thấy là hoàn toàn có nhiều hướng để chúng ta kiếm thu nhập rồi nhiều em có khả năng kỹ năng giao tiếp tốt thì có thể bán hàng các đặc sản của quê hương hải dương đúng không thấy thấy như bán dươi cũng rất là tốt rồi bánh đậu xanh chẳng hạn đấy đúng không đấy, hoàn toàn là chúng ta phải tự tin và làm cái gì chúng ta phải cần kiên trì cần thời gian chứ không phải làm ngày một ngày hai nhá vâng chắc chắn rồi sẽ có quyết định thôi nhá và vào viên chức thì các em còn có nhiều thăng tiến trong sự nghiệp nữa rồi nên từ viên chức không chức quản lý rồi sau này là viên chức giữ chức vụ quản lý các thầy cô uh, hiệu trưởng phó hiệu trưởng hay tổ trưởng nên cũng đến tuổi nghỉ hưu hoặc là già thì ốm đau bệnh tật chết thì cũng đến lượt các em chứ còn ai nữa quan trọng nhất là các em phải đỗ viên chức nhá cố gắng lên phải có niềm tin nhá sống phải có niềm tin được chưa phải yêu nghề đam mê gắn bó được chưa đó thì uh, chúng ta thấy ở uh, Nội dung khoản 2 người ta sẽ hỏi là gì cơ quan nào chịu trách nhiệm Đấy như thầy đã bôi rồi đây Chịu trách nhiệm đúng không ạ Về báo cáo cấp trên về tình hình sử dụng Đấy báo cáo cấp trên Thì chúng ta nhớ là người đứng đầu Đấy chúng ta thấy gắn từ trách nhiệm từ quyết định là luôn là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập Được chưa Đấy là đối với đơn vị giao quyền tự chủ em nhá Là sẽ người đứng đầu Còn đơn vị chưa giao quyền tự chủ Thì chúng ta thấy là gì Thì uh, cơ quan nào sẽ thực hiện uh, quản lý viên chức nội dung này chúng ta nhớ chính là cơ quan có thẩm quyền đấy, cơ quan thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập nhá được chưa ạ? thì sẽ có sẽ là quản lý đơn vị sự lập được chưa ạ? tiếp là khoản 4 chúng ta thấy rồi là cơ quan nào quy định chi tiết về quản lý viên chức thì chúng ta thấy rồi 95% chúng ta chọn án là chính phủ các em nhá đó, em rõ chưa ạ? đó là, là khoản 4 rất dễ rồi chúng ta điều 49 thì ngắn thôi đấy hỏi việc khiếu nại rồi giải quyết khiếu nại của viên chức đối với các quy định người đứng đầu và các bộ thẩm quyền liên quan thì sẽ thực hiện theo các bôi đậm là gì quy định của pháp luật các em nhá đó là như vậy được chưa ạ? điều 50 mươi em nhá về kiểm tra thanh tra Xin mời các em thì chúng ta cần nhớ các nội dung sau đúng ạ người ta sẽ hỏi là gì ạ cơ quan nào sẽ thanh tra Đấy, thanh tra kiểm tra việc tuyển dụng đúng ạ thì chúng ta nhớ là chính là cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập đó nhá cơ quan thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp sẽ quản lý cái okay, sẽ uh, thực hiện cái việc này tiếp là cơ quan nào thanh tra việc tuyển dụng đúng không thanh tra việc tuyển dụng đấy uh, theo quy định của luật này và quy định khác đấy thì chúng ta sẽ là bộ nội vụ uh, à, đây và luật khác thì sẽ là bộ nội vụ thẩm quyền của bộ nội vụ em nhá tiếp hỏi là cơ quan nào thanh tra hoạt động nghề nghiệp đấy, thanh tra hoạt động nghề nghiệp thì chúng ta nhớ đáp án là gì là các bộ cơ quan bộ vì các bộ các bộ đều có các đơn vị sự nghiệp uh, công lập của mình thì đều thực hiện việc thanh tra hoạt động nghề nghiệp các em nhá. Đấy về ngành lĩnh vực mình được giao quản lý đấy. Thì các em nhớ cho thầy ở uh, điều uh, 50 quy định về thanh tra, kiểm tra các em nhá. Thì các em rõ chưa? Đấy về câu hỏi cơ quan nào thực hiện thanh tra tuyển dụng tại đơn vị sự nghiệp công lập nhá. Đây tại thì nó thấy rất rõ, được chưa? Thì sẽ là gì? Là cơ quan có thẩm quyền nhá. Thế còn cơ quan nào mà thực hiện uh, Uh, thanh tra việc tuyển dụng theo quy định của luật và quy định khác thì bộ nội vụ còn cơ quan nào mà thanh tra việc hoạt động nghề nghiệp thì chúng ta nhớ là cơ quan ngang bộ em nhá các bộ cơ quan ngang bộ như vậy là chúng ta đã xong chương 4 thì bây giờ chúng ta sẽ làm một số câu hỏi nhớ, liên quan đến không chương 4 chắc là ngắn thôi có lẽ thầy sẽ dạy tiếp các em về chương 5 nhá thì nó sẽ dễ hơn vâng để chúng ta học tiếp nhá. Yeah, đây còn chính thầy sẽ cho các câu thực hành luôn cả chương 4, chương 5. Được chưa ạ? Chúng ta đi vào chương 5 đi. Về khen thưởng xử lý vi phạm. Thì chúng ta thấy rồi, chương 5 là có 7 điều. Thì trong đó có chỉ có một điều nói về khen thưởng thôi, còn 6 điều là nói về kỷ luật và trách nhiệm bồi thường hoàn trả của viên chức. Đấy chúng ta thấy là, là khen thưởng chỉ có một điều. À, còn 6 điều về kỷ luật thì chúng ta <laughs> là có vấn đề Đúng không ạ? Thì các em lưu ý điều khen thưởng điều 51 các em nhá. Thì các em cần nhớ cho thầy từ khóa thì khi nào mà viên chức được khen thưởng? Thì các em nhớ cho thầy là từ gì? Rồi. Viên chức có công trạng thành tích công hiến nhá, các em nhá. À, rồi tiếp là gì? Trường hợp thứ hai là gì? Viên chức được khen thưởng do có thành tích đặc biệt. Đấy là hai trường hợp được gì? Được khen thưởng. Một là viên chức có công trạng thành tích công hiến, hai là được khen thưởng do có công trạng thành tích đặc biệt các em nhá. Đấy là hai trường hợp như vậy. Tiếp theo ở điều 52 quy định về hình thức kỷ luật đối với viên chức các em nhá. Thì họ hỏi là gì? À, theo khoản 1 của điều 52 thì có mấy hình thức kỷ luật đối với viên chức? A. 3, B. 4, C. 5 và D. 6. Thầy xin mời các em. Vâng, cho bạn Hoàng Huyền. Ta xem là có mấy hình thức kỷ luật đối với viên chức? Ạ. Thì chúng ta thấy rất rõ căn cứ vào khoản 1 của điều 52 đây thì chúng ta thấy viên chức có bốn hình thức kỷ luật các em nhá. À, khiển trách là 1, cảnh cáo là 2, cách chức là 3 và buộc thôi việc là 4, được chưa Đó thì chúng ta thấy và như bạn Vũ Nga đưa ra đúng không chúng ta thấy là có có bốn hình thức. Tiếp là người ta hỏi là viên chức bị kỷ luật bằng một trong các hình thức nghĩa là bằng một trong bốn hình thức trên này này. Thì chúng ta thấy là còn có thể bị hạn chế hoạt động nghề nghiệp các em nhá. hạn chế hoạt động nghề nghiệp Đấy, hạn chế hoạt động là nghiệp thì chúng ta thấy trong ngành giáo dục chúng ta sẽ hạn chế công tác giảng dạy còn ngành y chẳng hạn là sẽ gì hạn chế trong hoạt động khám bệnh chữa bệnh được chưa tiếp là câu hỏi người ta hỏi là hình thức cách chức thì chỉ áp dụng với đối tượng nào thì cách chức thì chúng ta thấy là chắc chắn phải áp dụng với viên chức quản lý vì họ có chức thì mới cách được chứ còn viên chức không giữ chức quản lý thì thì có chức đâu mà cách đúng không thì nhớ là cách chức thì gắn với viên chức quản lý các em nhá được chưa tiếp tục người ta hỏi quyết định nghỉ hưu thì được lưu vào đâu thì chắc chắn phải lưu vào hồ sơ viên chức nhá đó chúng ta nhớ chúng ta đừng để kỷ luật được chưa ạ và tiếp một hỏi cơ quan nào quy định về việc áp dụng hình thức kỷ luật thầy nói rồi từ quy định cơ quan nào quy định thì nhớ 95% công thức kinh điển đúng không ạ là chọn đáp án là chính phủ em nhá đó thì chúng ta thấy điều năm hai có năm khoản và từng nội dung khoản thầy đã trao đổi với các em về các từ khóa và cái cái dạng thức câu hỏi như vậy được chưa chúng ta đi tiếp vào điều 53 về thời hiệu thời hạn xử lý kỷ luật đối với viên chức xin mời các em thì, thì chúng ta cần nhớ câu hỏi đã hỏi là gì thời hiệu xử lý kỷ luật đối với viên chức là bao nhiêu tháng chúng ta nhớ khi nói chữ thời hiệu nhá thì nhớ là 24 tháng được chưa là 24 tháng được chưa thời hiệu xử lý kỷ luật đối với viên chức là 24 tháng thế còn thời hạn xử lý kỷ luật của viên chức thì chúng ta nhớ là không quá Đấy. trong luật viên chức thể nhắc đi nhắc lại là từ không quá và ít nhất liên quan với vấn đề thời gian em nhá thời hạn xử lý kỷ luật là không quá hai tháng thế còn trường hợp mà cần xác minh này đó. xác minh nhá để xác minh để thì thời hạn là bao nhiêu thời hạn thì có thể kéo dài đấy kể kéo dài nhưng kéo dài nhưng không quá là bao nhiêu 4 tháng nhá không quá 4 tháng đó thì chúng ta lưu ý thời hạn xử lý kỷ luật là không quá hai tháng còn trường hợp cần xác minh thì có thể kéo dài nhưng không quá 4 tháng em nhá đó là như vậy được chưa tiếp theo liên quan mà trường hợp mà viên chức đã bị khởi tố truy tố đấy, sau đó thì có quyết định mà chỉ bị xem xét kỷ luật đây, để xem xét kỷ luật đúng không ạ thì chúng ta thấy là trong thời hạn bao nhiêu ngày đúng không kể từ ngày ra quyết định đúng không thì uh, liên quan người ra quyết định đó, phải gửi tài liệu đó, người ra quyết định đây đúng không ạ người ra quyết định đây chính là người đứng đầu đấy đúng không gửi quyết định thì chúng ta nhớ mốc thời gian hỏi bao nhiêu thì chúng ta nhớ là thời gian là 3 ngày làm việc các em nhớ. Đó thì chúng ta nhớ với trường hợp mà viên chức bị khí tố nhưng sau đó được uh, xem xét lại và bị xem xét kỷ luật đúng không? Và người ra quyết định gửi quyết định các tài liệu này chúng ta thấy là trong thời hạn là 3 ngày làm việc các em nhớ. Đó thì chúng ta nhớ ở điều 53 như vậy. Chúng ta đi vào điều 54. Các em nhớ, ở điều 54 là sao ạ? Về tạm đình chỉ công tác thì câu hỏi thường có là gì? Thời hạ gian tạm đình chỉ công tác Đối với viên chức là bao nhiêu ngày? Chúng ta nhớ là không quá 15 ngày đấy, từ không quá đúng không ạ? Không quá 15 ngày. Trường hợp kéo dài thêm thì sao? Đấy, trường hợp tạm chắc kéo dài thêm thì chúng ta nhớ là từ không quá 30 ngày, nghĩa là gấp đôi 15 ngày lên, đúng không ạ? Đó. Còn khi hết thời hạn, hết thời hạn tạm đình chỉ, hết thời hạn, hết thời gian tạm đình chỉ đấy. Đúng không? Thì làm sao viên chức không bị xử lý kỷ luật, đúng không? Đấy, không bị xử lý kỷ luật thì sẽ làm sao? được bố trí vào vào việc làm cũ đã được chưa đó chúng ta nhớ ở khoản 1 năm tư thứ nhất là thời gian tạm đình chỉ công tác là không quá 15 ngày trường hợp kéo dài thêm thì không quá 30 ngày hết thời hạn tạm đình chỉ công tác mà viên chức không bị xử luật thì được bố trí vào việc làm cũ các em nhá đấy là như vậy ở nội dung điều 54 khoản 1 tiếp theo hỏi khoản 2 trong thời gian tạm đình chỉ công tác đúng không viên chức được hưởng lương theo quy định của chính phủ các em nhá đấy là nội dung điều 54 chúng ta cần nhớ tiếp theo ở điều 55 năm năm, các em cần nhớ đúng không ạ đó là gì khi về trách nhiệm bồi thường hoàn trả thì chúng ta thấy là khi viên chức làm mất hư hỏng đúng không ạ à, trang bị thiết bị hoặc có hành vi gây khác gây hại đến tài sản của đơn vị sự nghiệp lập thì phải làm sao các em nhớ cho thầy là bồi thường thiệt hại các em nhá phải bồi thường thiệt hại là như vậy được chưa đấy, khi viên chức làm mất hư hỏng trang thiết bị hành vi gây hại tài sản đến thì phải bồi thường thiệt hại còn tiếp là viên chức thiện công việc mà có lỗi nhá đấy thì làm sao gây ra đây thì chúng ta phải có nghĩa vụ hoàn trả đấy tất cả đều có nghĩa vụ hoàn trả cho đơn vị sự nghiệp công lập đó được chưa đấy, chúng ta nhớ nhá nếu viên chức khi thực hiện công việc nhiệm vụ mà có lỗi thì sao có nghĩa vụ hoàn trả cho đơn vị công lập tiếp theo cơ quan nào quy định chi tiết đây quy định thì chúng ta thấy rồi về mức hoàn trả của viên chức thì nhớ rồi công thức 95% chúng ta chọn án là chính phủ các em nhá đó điều 55 về trách nhiệm bồi thường hoàn trả các em cần nhớ cho thầy ở điều 56 đúng không ạ về các quy định khác liên quan đến kỷ luật viên chức các em nhá thì câu hỏi đưa ra là gì khi viên chức bị khiển trách thì thời hạn bị nâng lương kéo dài là bao nhiêu tháng thì chúng ta nhớ thời hạn nâng lương nhớ thầy khiển trách với khiển trách thì thời hạn bị nâng kéo dài đây các em nhớ bôi đậm này này thời gian nâng lương, lương. Đấy, bị khiển trách thời hạn nâng lương, lương kéo dài là 3 tháng đúng không ạ Thế còn nếu cảnh cáo thì chúng ta sẽ thấy là gì cảnh cáo thì các ta thấy là là rất rõ rồi à, đó chúng ta thấy là là, là, là 6 tháng em nhá là 6 tháng thì chúng ta thấy là, 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 là rõ như vậy đúng không ạ thấy rất rõ nhá khiển trách thì là gì là 3 tháng đúng không cảnh cáo là gì 6 tháng được chưa Thế còn chúng ta thấy là với cách chức thì sao? Đây, với khi mà viên chức bị cách chức nhá, thì chúng ta nhớ thời thời hạn nâng lương bị kéo dài là bao nhiêu tháng? Vâng. Thì chúng ta thấy như sau. Chúng ta thấy là có dài là 12 tháng nhá, về thời gian là 12 tháng. Còn đồng thời là còn họ sẽ phải bố trí vào việc làm khác phù hợp. Đấy, bố trí cho việc làm khác. Còn về thời gian sẽ là 12 tháng các em nhá. Đấy là như vậy chúng ta nhớ chưa với thời với khi mà viên chức bị khiển trách thì thời hạn kéo dài lương lương là gì với khiển trách là 3 tháng với cảnh cáo là gì 6 tháng Thế nên thấy gấp đôi lên đúng không với cách chức là 12 tháng đồng thời là còn gì nữa chúng ta thấy là là còn bị đôi bị không đập bố trí việc làm khác nhá tiếp theo hỏi là gì khi viên chức bị kỷ luật từ khiển trách đến cách chức đúng không thì không được gì thì chúng ta nhớ là không được thực hiện đúng không đó không được quy hoạch đào tạo bồi dưỡng bổ nhiệm đúng không ạ đó chúng ta nhớ nhá khi viên chức bị kỷ luật rồi thì à, từ khiển trách đến cách chức đúng không còn buộc, buộc thôi việc thì thôi chứ đúng không đó khiển trách đến cách chức thì không được thực hiện quy hoạch đào tạo bồi dưỡng bổ nhiệm và người ta hỏi trong thời hạn bao nhiêu tháng chúng ta nhớ trong 12 tháng đấy chúng ta nhớ từ khóa có chữ cách chức hỏi về thời gian là đều 12 tháng em nhá đấy bị từ khiển trách đến cách chức gắn chữ cách chức là 12 tháng được chưa ạ Tiếp theo ở khoản 3 mà các em thấy. Đúng không ạ? Đó là viên chức đang trong thời hạn gian à, thời hạn xử lý kỷ luật, đây đang bị điều tra xét xử. Đó, đang bị điều tra truy tố xét xử thì sẽ làm sao? Không được bổ nhiệm, đó, đào tạo đúng không? Bổ nhiệm biệt phái, đào tạo bồi dưỡng, giải quyết nghỉ hưu hoặc cho thôi việc. Đấy. trong thời hạn mà gì? Xử lý kỷ luật, đang bị điều tra truy tố xét xử thì không được bổ nhiệm, biệt phái, đào tạo bồi dưỡng, giải quyết nghỉ hưu hoặc thôi việc. Ở phần 4 thì chúng ta thấy là gì? Nếu viên chức quản lý nhá, với viên chức quản lý đúng không? mà đã bị cách chức đúng không? Thì chúng ta thấy uh, đã cách chức do tham nhũng, chúng ta thấy đúng không Do tham nhũng này. Đúng không? Hoặc là bị tòa án kết án về hành vi tham nhũng thì không được gì? Ta nhớ là chọn đáp là không được bổ nhiệm vào vị trí quản lý em nhá. Với viên chức quản lý nhá, thì uh, rồi bị cách chức đã bị kỷ luật về cách chức kỷ um, luật về hình thức cách chức do tham nhũng đấy, tòa án kết án vi tham nhũng thì không được bổ nhiệm vào vị trí quản lý thì chúng ta lưu ý ở khoản 5 thì chúng ta thấy là với viên chức mà bị cấm hành nghề đấy, bị cấm uh, hành nghề uh, đúng, bị cấm uh, hành nghề uh, hoặc bị hạn chế hoạt động nghề nghiệp đấy trong một thời gian định mà nếu không bị xử lý hình thức kỷ luật thôi việc buộc thôi việc thì đơn vị sự nghiệp công lập sẽ làm sao chúng ta thấy đơn vị sự nghiệp công lập sẽ phải bố trí viên chức vào vị trí việt nam khác em nhá Đấy, không liên quan đến hoạt động nghề nghiệp bị cấm hoặc bị hạn chế, Người ta nhớ từ bị cấm hoặc bị hạn chế đấy là khoản 5 ở khoản 6 viên chức bị xử lý kỷ luật bị tạm đình chỉ công tác. Đấy, nhớ nhé hoặc phải bồi thường à, hoặc phải bồi thường hoàn trả theo quy định đơn vị sự nghiệp công lập. thì à, nếu mà cảm thấy không thỏa đáng, nhé trường hợp mà không thỏa đáng thì có quyền gì đây? Đấy, khiếu lại khởi kiện nhá. đấy, hoặc là yêu cầu giải quyết theo trình tự. đó thì chúng ta thấy là 6 khoản của điều 56 sáu nhưng qua các định khác về uh, luật viên chức các em nhá thì chúng ta thấy nhớ đặc biệt là về cái thời hạn nâng nương ấy kéo dài chúng ta nhớ khiển trách là gì 3 tháng uh, cảnh cáo 6 tháng đúng không cách chức 12 tháng đúng không cấp đôi lên tỉnh tiến lên uh, và đồng thời cách chức thì còn thêm cái việc mà muốn vị công lập sẽ bố trí việc làm khác còn khi viên chức bị gì kỷ luật từ khiển trách đến cách chức thì không được đào tạo bồi dưỡng đấy đúng không bổ nhiệm đấy rồi uh, À, trong thời hạn là cũng nhớ à, trong thời hạn là 20 12 tháng nhá. Còn liên quan đến viên chức đang thời gian xử lý kỷ luật bị điều tra truy tố xét xử thì không được bổ nhiệm, biệt phái đào tạo bồi dưỡng, giải quyết nghỉ hưu thôi việc. Đó thì chúng ta thấy. Còn à, với viên chức quản lý mà đã bị kỷ luật do cách chức tham ô đúng không? Tham nhũng bị toán thì không được bổ nhiệm ở vị trí quản lý các nhá. Thì chúng ta thấy à, rất là rõ. À chúng ta thấy ok chưa? À, nghĩa là với viên chức quản lý mà bị cách chức rồi do tham nhũng bị toán án cái hành vi tham nhũng thì không được bổ nhiệm quản lý còn khoảng năm tôi thấy liên quan viên chức bị cấm hành nghề hoặc hạn bị hạn chế hoạt động nghề nghiệp nhưng mà sau đó thì nghĩa là nhưng không bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc thì đơn vị con công lập sẽ bố trí vị trí việc làm khác mà không liên quan đến hoạt động bị cấm hoặc bị hạn chế còn nội dung thứ sáu là thấy là gì liên quan viên chức bị kỷ luật tạm đình chỉ hoặc bồi thường và cảm thấy không thỏa đáng em nhá thì có quyền khiếu nại khởi kiện hoặc yêu cầu giải quyết theo trình độ trình tự nội dung của điều 56 thầy muốn nhắc kỹ cho các em có khá nhiều câu hỏi. Ở điều 57 nó liên quan về quy định đối viên chức bị truy cứu trách nhiệm hình sự các em nhá. Thì chúng ta thấy là gì? Khi viên chức bị tòa án cái án phạt tù các em nhá. Đấy, cái án phạt tù mà không được hưởng án treo. Đấy có, <laughs> có nghĩa là tù theo năm đấy, đúng không? Đó, theo có còn thành thời hạn rất rõ đấy, hoặc là bị tòa án cái án về hành vi tham dũng nhá thì sẽ bị thôi việc nhá, sẽ bị thôi việc. Đấy, tham ngắn tham nhũng là buộc thôi việc em nhá đấy là mà, còn với đấy là viên chức thông thường còn viên chức quản lý thì sao khi mà bị toán thì án về phạm tội nói thì đương nhiên thôi giữ chức vụ quản lý em nhá đương nhiên thôi giữ vụ quản lý đó thì chúng ta lưu ý cho thầy à, điều 57 nó cần nhớ là với viên chức bị toán phạt tù mà không được án treo thì sẽ bị buộc thôi việc đúng không Nghĩa, bị buộc viên chức bị buộc thôi nào khi bị toán kèm phạt tù không được án treo còn với viên chức quản lý nó bị đương nhiên thôi chứ quản lý khi mà gì? bị tòa tuyên phạm tội em nhá. Đấy là nội dung mà thầy đã trao đổi em ở điều 57. Và điều 57 cũng là nội dung kết thúc của chương 5 quy định về khen thưởng và xử lý vi phạm. Thì như trao đổi với em thì chúng ta sẽ có những câu hỏi của chương 4 và chương 5 chúng ta làm đồng thời để chúng ta kiểm tra các cái nội dung mà chúng ta đã được học. Thì uh, xin mời các em chúng ta làm nhá. Chúng uh, ta làm câu hỏi của chương 4 chương 5 để chúng ta thực hành luôn kiến thức vừa học xin mời các em câu hỏi số 1 của về cho uh, chương 4 và chương 5 với nội dung như sau thì các em uh, để ý cho thầy nhá nào, theo luật viên chức 2 là 10 thì cơ quan nào quy định quản về quản lý viên chức a đó là bộ giáo dục đào tạo b đơn vị sự nghiệp công lập, C, nhà nước và D, chính phủ. Thầy xin mời các em ở câu hỏi thứ nhất của chương 4 và chương 5. Các em nhớ, xin mời các em. Xin mời các em ạ. Vâng, bạn Hoàng Hiền rất nhanh, là chính phủ. Các bạn khác thì sao ạ? như nó nói rồi, từ khóa là quy định thì chúng ta chọn là gì rồi, đúng không? Đấy. À, nó rất là thuận nó dễ đúng không? Nó thấy cách học nhớ như vậy đúng không? Em nhớ hết được nội dung thì rất tốt mà không chúng ta nhớ mẹo, đúng không ạ? Thì uh, chúng ta thấy thấy rất là rõ, đúng không Thì rõ ràng câu hỏi số 1 của chương 4 chương 5 chúng ta chọn là chính phủ là chính xác nhá. Chúc mừng các em, quá giỏi luôn. Đúng không ạ? Thì uh, chúng ta thấy là cá quá ok, đúng không ạ? quá giỏi luôn đúng không ta làm câu hỏi số 2 em nhá để chúng ta làm thực hành hỏi 2 là gì việc thực hiện hoạt động nghề nghiệp của viên chức sẽ được cơ quan nào thanh tra em nhá a à, các bộ cơ quan ngang bộ thanh tra được uh, thực hiện hoạt động nghề nghiệp của viên chức thuộc ngành lĩnh vực uh, được giao quản lý b cơ quan có thẩm quyền thanh tra kiểm tra việc thực hiện hoạt động nghề nghiệp của viên chức thuộc uh, lĩnh vực được giao quản lý, C các bộ uh, thanh tra thực hiện hoạt động nghề nghiệp của viên chức thuộc ngành lĩnh vực được giao quản lý. Hãy xin mời các em ở câu hỏi số 2. Trong nội dung các câu hỏi của về chương 4 và chương 5 các em nhé. Vâng, bạn hoàn Hiền chọn là D. Các bạn khác thì sao ạ? con khác ạ xin mời ạ mời các em ạ à, ngoài bạn hiền ra còn bạn nào trả lời câu hỏi này không ạ xin mời ạ Thì chúng ta nhìn vào khoảng 3, em thấy khoảng 3 của điều 50 mà thầy đã dạy rồi. Liên quan đến việc mà thanh tra hoạt động nghề nghiệp thì chúng ta nhớ là thanh tra hoạt động nghề nghiệp, đúng không? Em hỏi về thanh tra hoạt động nghề nghiệp thì gắn với các bộ, cơ quan, ngang bộ, đúng không ạ? Đây chúng ta thấy, Đấy, còn chúng ta thấy là là đúng không? Chúng ta thấy rõ ràng là, là, là phải là vậy, đúng không? Nếu từ khóa đây thanh tra hoạt động nghề nghiệp mà, thì là các bộ. Thế còn chúng ta thấy với cơ quan thẩm quyền thì chúng ta thấy là tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Thế còn bộ nội vụ là thanh tra liên quan đến quy định của luật này và quy định khác nhá. Đấy chúng ta phải chọn là A, lý do như vậy. Chúng ta nhớ từ khóa là thanh tra về thực hoạt động nghề nghiệp thì chúng ta nhớ là gì? Liên quan sẽ các bộ, cơ quan ngang bộ em nhá. Đấy là cách chúng ta để không bị lừa em nhá. Được chưa Đấy là làm chia sẻ với các em để chúng ta đấy học từ khóa là nó có tác dụng như vậy đấy. Chúng ta thấy là nó có sự khác nhau rất là rõ nếu mà chúng ta khi chúng ta học và nhớ các từ khóa thì sẽ giúp các em làm sao dễ làm dễ dàng làm được các cái câu hỏi đúng không ạ tại sao chúng ta cần phải học là như vậy các bạn thì cứ nhiều khi bảo em tự học cũng được không sao cả thầy rất là trân trọng các bạn nhưng mà chúng ta thấy là cái việc được học được thầy hướng dẫn những người đó các thầy sẽ được đã giảng dạy nhiều năm mà có kinh nghiệm đúng không tham gia giảng dạy ra đề chắc chắn là phải nắm rõ hơn ai cũng chỉ giỏi một lĩnh vực thôi đúng không? trong lĩnh vực luật này thầy là thầy của các em trong các lĩnh vực khác thì thầy là học trò của cả các em chúng ta cúi xuống học nhau đúng không và hơn nữa khi chúng ta có thể bỏ ra một chút tiền chúng ta học thì chúng ta có động lực rất nhiều có thể áp lực nhưng mà chúng ta lại có động lực còn cái gì mà nhiều khi miễn phí thì chúng ta thường là gì chúng ta lại chủ quan là mở thô cái miễn phí mà không cần học mất tiền chúng ta thấy sót mà chúng ta cần phải học đúng không Nó thấy những cái giá trị mà như ngạn ngữ phương tây họ nói ở đời thì không có gì bữa trưa miễn phí thì chúng ta thấy cái cái miếng format thì nó chỉ nằm trong trong cái bẫy chuột thôi đúng không thì chúng ta thấy là chia sẻ với các em là cần thiết là có những người hướng dẫn để giúp các em làm sao học nó dễ dàng và người dạy thì phải có trách nhiệm với các em đúng không đấy nó nó là như vậy thì uh, chúng ta làm câu hỏi tiếp theo cam nhá để chúng ta thực hành các nội dung ôn uh, tập uh, các em làm câu hỏi số 3 Vâng, theo luật viên chức 2 này, 10, thì có mấy hình thức kỷ luật đối với viên chức A, 3, B, 4, C, 5? Thầy xin mời các em Có mấy hình thức kỷ luật đối với viên chức A, 3, B, 4, C, 5, D, 6? Thầy xin mời các em Vâng, xin mời các em ạ. Vâng, bạn muốn Nga là 4, đúng không ạ? Các bạn khác thì sao ạ? Vâng, bạn Ni được là chọn 4. Chúng ta thấy rõ ràng rồi, đúng không ạ? Có bốn hình thức kỷ luật đối với viên chức. Một là gì? Khiển trách. Hai là gì? Cảnh cáo. Ba là cách chức. Và bốn là gì? buộc thô việc và hình thức cách chức thì sao chúng ta thấy là gì chỉ áp dụng đối với viên chức quản lý và quyết định à, kỷ luật đối với viên chức thì sẽ được lưu vào đâu chúng ta thấy được lưu vào trong hồ sơ viên chức đấy chúng ta cần nhớ các nội dung mà khi viên chức mà mà bị chịu một trong bốn hình thức kỷ luật mà khiển trách cảnh cáo cách chức ấy thì chúng ta còn có thể bị hạn chế hoạt động nghề nghiệp em nhé đấy thì chúng ta cần nắm các cái nội dung à, như vậy à, tiếp theo chúng ta làm câu hỏi tiếp theo đó là gì ạ là thời hạn bị lâng nương khi mà viên chức bị chịu hình thức kỷ luật là khiển trách là bao lâu thời hạn đấy đấy a là 3 tháng b 6 tháng c 12 tháng và d là 24 tháng thì xin mời các em ta xem thời hạn xử lý kỷ luật thời hạn bị kéo dài lương lương ấy của viên chức khi mà bị hình thức khiển trách thì thời hạn tương đương là bao nhiêu tháng em nhá xin mời các em vâng bạn đi được là 3 tháng đúng không ạ các bạn khác thì sao và bạn tham, làm tính cho là nó có nghĩa là 3 tháng đúng không ạ các bạn khác ạ thì nó thấy rõ ràng rồi với uh, khi mà viên chức đúng không ạ mà uh, vi phạm kỷ luật bị hình thức là khiển trách thì thấy thời hạn nâng lương, lương sẽ là gì là 3 tháng các em nhá được chưa? Thì có lẽ hôm nay chúng ta kết thúc ở đây các nội dung câu hỏi. Thì buổi sau chúng ta có lẽ sẽ học tiếp về các cái nội dung của uh, chương uh, chương 6 Buổi sau chúng ta sẽ thực hành cái bộ đề nâng cao uh, cùng với các em và chúng ta chữa cái bộ đề trắc nghiệm các em nhá. Thì thì uh, kết thúc ở đây. Uh, chúng ta sẽ gặp lại vào buổi học tuần tới uh, vào vào buổi học tới nhá. Thì rất là cảm ơn các em đã dành thời gian lắng nghe thầy trao đổi các nội dung ôn tập Chúc các em có buổi chiều vui vẻ nhiều niềm vui và cố gắng dành thời gian học tập các nội dung ôn tập, đặc biệt là các từ khóa và chúng ta nắm các cái câu hỏi thực hành mà thầy đã trao đổi chia sẻ với các em. Thì chúc các em hẹn gặp lại các em vào buổi học tới. Xin cảm ơn các em rất nhiều.